Vâng, xin chào tất cả các anh chị em quý đồng nghiệp ạ. Vâng, xin tự giới thiệu thì mình tên là Bùi Quang Hân, mình là điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai. Hôm nay thì rất là vui khi mà được ban tổ chức cũng như là giao cho nhiệm vụ là trình bày một cái bài theo dõi và chăm sóc người bệnh thở máy không xâm nhập. Thì qua cái bài này, mình cũng mong là có thể truyền tải cái kiến thức tổng quan về thở máy không xâm nhập, các cái phương thức thở máy không xâm nhập và cách theo dõi chăm sóc người bệnh thở máy không xâm nhập. Đầu tiên là về tổng quan thì anh chị em cũng đã biết chúng ta thở máy ấy, thì có hai cái phương thức thở, hai cái cách thở máy, một là thở máy không xâm nhập và hai là thở máy xâm nhập. Thì với thở máy xâm nhập là gì? Thì thở máy xâm nhập là thở máy, chúng ta biết là thở máy qua cái ống nội khí quản và cái mở khí quản, thì đó được gọi là thở máy xâm nhập. Còn thở máy không xâm nhập là chúng ta không thở máy qua cái ống nội khí quản, bệnh nhân không cần phải đặt ống nội khí quản cũng như là mở khí quản, mà bệnh nhân sẽ thở máy qua cái mặt nạ thở. Đấy, qua cái mặt nạ thở. Và anh chị em thì mình cũng được biết là anh chị em không phải là những người đã từng làm trong những người làm trong cái đơn vị hồi sức, nhưng mình cũng tin là chắc là anh chị em cũng đã từng nhìn thấy bệnh nhân thở không xâm nhập. Đấy, như trên màn hình ấy, bệnh nhân thở máy qua một cái mask, mặt nạ ấy, cái mặt nạ thở ấy ạ, để chụp vào mặt, vào mũi hoặc miệng bệnh nhân, sau đó thì bệnh nhân sẽ thở máy qua đó chứ không cần phải đặt ống nội khí quản và ống mở khí quản. Đấy, thì chúng ta cũng biết là khi mà bệnh nhân thở máy xâm nhập ấy là bệnh nhân phải thở qua nội khí quản và khí quản, và khi thở qua nội khí quản và khí quản thì bệnh nhân có thể là hôn mê, có thể là dùng thuốc an thần giãn cơ. Vì vậy nên là bệnh nhân có rất nhiều cái nguy cơ có thể dẫn đến tử vong, ví dụ như là viêm phổi liên quan thở máy. Và chăm sóc những cái bệnh nhân thở máy xâm nhập ấy thì đòi hỏi cái công tác điều dưỡng rất là vất vả và tốn rất nhiều nhân lực. Trong khi đó thì cái nguy cơ tử vong ở bệnh nhân là rất cao, đặc biệt là trong bệnh nhân COVID. Tại vì là khi mà tôi đi công tác tại trong Đồng Nai ấy, trong bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai ấy, thì chúng tôi cũng làm ở trong cái đơn vị ICU hồi sức tích cực cho những bệnh nhân COVID nặng, thì tôi thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân mà đặt ống thở máy tỷ lệ tử vong rất là cao. Đấy. Và nếu như mà chúng ta có thể chăm sóc và chúng ta có thể theo dõi chăm sóc tốt những cái bệnh nhân thở máy không xâm nhập thì có thể tránh được cái việc bệnh nhân đặt ống nội khí quản, từ đó thì có thể là giảm được cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân COVID. Vì vậy anh chị em hết sức chú ý là cái chăm sóc theo dõi bệnh nhân thở máy không xâm nhập hoặc những bệnh nhân thở HFNC, thở oxy dòng cao qua qua cái gọng mũi ấy, rất là quan trọng để hạn chế cái việc bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản, vừa đỡ giảm cái công việc cho điều dưỡng, vừa giảm được cái tỷ lệ tử vong ở người bệnh COVID. Thì về phần chỉ định và chống chỉ định, thì chỉ định thở máy không xâm nhập thì bác sĩ thường chỉ định khi mà chúng ta cái bệnh nhân đến suy hô hấp ấy, bệnh nhân khó thở ấy, chúng ta đã áp dụng những biện pháp thở oxy, đấy, cả oxy mát túi, nhưng mà nó không đáp ứng, nó không cải thiện được cái tình trạng người bệnh, thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân thở máy không xâm nhập, hoặc là bác sĩ có thể tiên lượng trước cái tình trạng suy hô hấp bệnh nhân đã khó thở, sử dụng các cái cơ hô hấp phụ, rồi là thở nhanh, tần số thở trên 25 trên 30 lần trên phút. Đấy, rồi bệnh nhân toan hô hấp thì bác sĩ có thể cho chỉ định bệnh nhân thở máy không xâm nhập. Về phần chống chỉ định thì chống chỉ định trong thở máy không xâm nhập cũng rất là nhiều. Ví dụ như những bệnh nhân nặng mà người ta mất cái khả năng bảo vệ đường thở. Đấy, như thế nào là mất khả năng bảo vệ đường thở? Ví dụ như là chúng ta nếu như chúng ta bình thường nghe chúng ta thấy có đờm đúng không ạ? Có đờm ở trong đường thở, chúng ta có thể ho khạc cái đờm nó ra, thì đó là chúng ta còn cái khả năng bảo vệ đường thở. Nhưng với những cái bệnh nhân người ta nặng, người ta suy hô hấp, người ta rất là mệt, đấy, có thể là yếu cơ, người ta không còn cái khả năng ho khạc cái đờm tống những cái dị vật trong đường thở đó ra, người ta không còn cái khả năng bảo vệ đường thở, thì cái này là chống chỉ định, không thể thở không xâm nhập ở những đối tượng bệnh nhân như vậy được.
hoặc những bệnh nhân mà rối loạn ý thức. Rối loạn ý thức tức là bệnh nhân gì ạ? Có thang điểm Glasgow, bệnh nhân rất là điểm Glasgow bệnh nhân rất thấp. Đấy. Bệnh nhân không tỉnh táo. Khi thở không xâm nhập ấy, thì trong mình sẽ nói thì các bạn sẽ biết là bệnh nhân phải rất là hợp tác, rất là tỉnh táo. Đấy, thở không xâm nhập rất khó chịu. Nếu bệnh nhân không hợp tác, không tỉnh táo thì sẽ rất khó để mà thành công trong thở không xâm nhập. Vì vậy những bệnh nhân rối loạn ý thức này, chúng ta thấy bệnh nhân hôn mê lơ mơ thì nó là chống chỉ định trong cái việc thở không xâm nhập. Hoặc những bệnh nhân là ứ động quá nhiều đờm rãi mà ho khạc kèm thì như tôi vừa nói thì là chống chỉ định trong cái trường hợp thở không xâm nhập. Anh em chị em chú ý. Về phần lựa chọn dụng cụ thì trong cái thở không xâm nhập ấy, như mình đã nói là bệnh nhân sẽ thở máy qua cái mask mặt nạ. Đấy. Cái mặt nạ đấy thì có thể là mặt nạ mũi miệng, mặt nạ mũi, tức là mask chỉ chụp cái mũi thôi, còn cái miệng thì sẽ không chụp. Hoặc là cái canin gọng mũi ấy, giống như trong cái trường hợp thở HFNC. Không biết các anh các chị có chú ý không chứ trong chăm sóc điều trị những bệnh nhân COVID nặng thì cái HFNC là được khuyến cáo sử dụng rất là nhiều vì nó giúp cho cái cải thiện tình trạng người bệnh nặng để hạn chế cái việc phải đặt ống. Đấy. Và nó giúp cho bệnh nhân đỡ nặng và cái công việc của điều dưỡng sẽ đỡ quá tải hơn rất nhiều. Hoặc là cái bệnh nhân có thể thở không xâm nhập qua cái mặt nạ toàn mặt đấy, như hình ở dưới ấy. Hoặc là mặt nạ kết hợp, hoặc là ở nước ngoài có cả cái mũ thở trùm cả cái đầu vào đấy, để thở không xâm nhập. Nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta ấy, và bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi ấy, thì chủ yếu chúng ta dùng ba cái loại mask, là mask mũi miệng, mask mũi và có thể là cái canina mũi. Đấy là ba cái hình ảnh ở trên ấy, thì anh chị em chú ý. Còn những cái ở dưới ấy, thì ở Việt Nam chúng ta cũng như là bệnh viện máy chúng tôi thì cũng cũng gần như là không sử dụng. Đấy, không có sử dụng. Đấy. Và ưu nhược điểm của các cái dụng cụ này thì như thế nào ạ? Ở cái mặt nạ mũi không ấy, tức là chỉ chụp vào cái mũi không chụp cái miệng, thì chúng ta thấy là cái ưu điểm nó là gì? Là hạn chế sặc. Tại sao lại hạn chế sặc là như nào ạ? Tức là khi mà chúng ta biết là bệnh nhân thở cái không xâm nhập này thì khí nó hoàn toàn có thể vào trong dạ dày bệnh nhân. Nếu như mà thở cả cái mask mũi miệng ấy thì khí nó hoàn toàn có thể vào bụng bệnh nhân. Và khi vào bụng bệnh nhân, vào dạ dày thì nó chướng chướng hơi. Đấy, chướng hơi thì nó có thể gây ra cái trường hợp là bệnh nhân nôn trào ngược sặc. Và khi mà nôn ra ấy, thì nếu như mà cái mask mũi miệng ấy đấy, chúng ta chăm sóc mà không chú ý mình nôn ra thì nó kín mà. Khi nó kín ấy, thì bệnh nhân hoàn toàn có thể hít lại đúng cái chất nôn. Thế khi mà bệnh nhân hít lại đúng cái chất nôn đó thì thực sự là quá nguy hiểm, bởi vì sao? Nó sẽ gây ra cái tình trạng viêm phổi. Nếu như mà chúng ta mà không phát hiện sớm mà bệnh nhân hít sặc vào cái đó và mask này chụp kín này không bỏ ra được thì bệnh nhân hoàn toàn có thể suy hô hấp, dẫn đến có thể là suy hô hấp rất nặng, tử vong. Đấy. Và cái ưu điểm nữa, ngoài cái hạn chế sặc ở cái mask mũi thì nó còn có cái ưu điểm là gì? Chúng ta có thể dễ dàng chăm sóc bệnh nhân từ cái việc là hút đờm cho bệnh nhân. Chúng ta hút đờm qua họng, qua miệng, chúng ta hoàn toàn hút được. Rồi là cho bệnh nhân ăn, nhưng hoàn toàn có thể ăn được bằng miệng và bệnh nhân có thể giao tiếp được. Rồi nó giảm cái cảm giác khó chịu của người bệnh. Nhưng cái nhược điểm thì nó lại có cái nhược điểm là gì? Là khi mà bệnh nhân ví dụ máy thở cung cấp cái áp lực qua áp lực khí bơm vào ấy, áp lực dương ấy, chúng mình sẽ nói rõ về cái phần mô thở thì các bạn sẽ nắm được. Khi mà khí bơm vào qua cái đường mũi người bệnh thì nếu như người bệnh mà mở miệng thì hoàn toàn có thể khí nó sẽ đi ra làm miệng, nên nó không rút vào trong phổi, nó không nó không có đạt được cái hiệu quả cao. Đấy. Và khi mà bệnh nhân tắc nghẽn mũi thì rõ ràng là cái hiệu quả nó sẽ bị giảm ngay. Còn ngoài ra thì cái khô khô mũi thì là chắc chắn rồi. Thì khi mà bệnh nhân thở không xâm nhập thì nếu bệnh nhân thở không xâm nhập thì cái tình trạng khô đường hô hấp là cái tình trạng rất dễ gặp phải, và chúng ta cũng sẽ phải có những biện pháp chăm sóc làm sao để hạn chế được cái tình đó. Đó là về cái mask mũi. Còn cái canin mũi thì sao ạ?
cái kali ngũ thì nó cũng tương tự như là cái mang ngũ thôi. Đấy, nó giúp cho bệnh nhân dễ chịu. Đấy. Rồi là nó tránh được cái kali ngũ ấy thì nó lại còn tránh được một cái nữa là tránh được cái tổn thương da, da mặt này, tránh được cái loét tì đè. Thì các bạn biết là khi mà bệnh nhân chụp cái mask thở ấy, thì phải cố định rất là cẩn thận đúng không? Cố định phải làm sao phải đảm bảo được kín, và từ đó thì nó có thể, nếu như bệnh nhân thở lâu lâu dài thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng là bệnh nhân bị loét ở trên mặt. Và một cái loại mask tiếp theo mà tôi xin trình bày là cái dạng mask mà chúng ta phần lớn là chúng ta sử dụng cái dạng mask này, đó là cái mask cái mặt nạ cả mũi cả miệng, phần lớn là chúng ta dùng cái loại này. Đấy, thì mọi người cũng chú ý nhiều hơn vào cái loại này, đó là cái phần cái thứ ba đấy ạ, thứ ba từ trên xuống ấy. Ở đây thì không có cái chỉ, thành ra mọi người chú ý về cái mask mũi miệng. Đấy, thì ưu điểm nó là gì? Ưu điểm của nó là không còn dò khí qua đường miệng nữa, cái hiệu quả bệnh nhân thở cả mũi cả miệng, hiệu quả nó tốt hơn. Đấy, và gì, nhược điểm của nó thì này rất nhiều. Nếu các anh chị em mà đã từng chăm sóc người bệnh thở không xâm nhập thì các anh chị em biết là bệnh nhân sẽ cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như bị, tức là chụp vào mặc dù là máy nó hỗ trợ bệnh nhân nhưng bệnh nhân cảm giác như bị ngạt. Đấy. Đấy. Cảm giác nhiều bệnh nhân bị cảm giác như vậy, và nó có cái nguy cơ sặc. Rồi là cái việc mà chúng ta chăm sóc cho bệnh nhân ăn, cho bệnh nhân hút đờ và giao tiếp với bệnh nhân nó bị hạn chế rất nhiều. Và khi nếu như mà máy mà bị trục trặc ấy thì bệnh nhân hoàn toàn có thể ngạt. Bởi vì sao ngạt ạ? Bởi vì khi mà mình chụp cái mask đó kín vào mặt bệnh nhân rồi mà máy mà lại gặp trục trặc, máy mà ví dụ máy mất điện, máy tắt máy mà không tháo được cái mask đó ra thì bệnh nhân rõ ràng là ngạt đúng không ạ? Còn trong trường hợp mà chỉ mask, chỉ chụp mũi thôi thì bệnh nhân hoàn toàn có thể thở được bằng miệng đúng không ạ? Đấy, thế thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn là ba cái loại chính đó thôi, mình tập trung vào ba cái loại mask đó. Còn ba cái loại ở dưới thì mình rất ít khi sử dụng, và khi sử dụng thì nếu như mình nắm chắc được ba cái loại mask trên thì ở dưới nó cũng tương tự thôi, mình cũng thừa biết được, mình cũng có thể hiểu được là ưu nhược điểm của nó đúng không? Tiếp theo về đến phần máy thở thì trên màn ảnh của các bạn là hình ảnh cái máy thở Philips V60, một trong những cái máy chuyên dùng để cho bệnh nhân thở không xâm nhập. Thì về máy thở thì mình xin nói qua ở đây, thì máy thở thì sẽ có một cái màn hình chính ấy. Màn hình các bạn chắc nhìn thấy đúng không ạ? Màn hình ở trên đây nó sẽ biểu hiện các cái chế độ thở, các cái thông số cài đặt cho bệnh nhân, các cái thông số bệnh nhân đạt được và các cái đồ thị về áp lực cho người bệnh. Đó là về phần màn hình máy thở. Và máy thở Philips V60 này nó có một cái đường ra, các bạn nhìn thấy có cái đường ra ấy, là cái đường mà khí nó sẽ bơm ra, bơm vào hệ thống dây máy thở. Đấy. Và chúng ta nhìn thấy cái dây máy thở màu xanh rồi đúng không ạ? Các bạn chú ý nhé, trên cái đường dây máy thở, giữa dây máy thở với máy thì có lắp sẵn một cái bộ lọc vi khuẩn. Cái này có chức năng là lọc vi khuẩn. Và ở dưới mình nhìn thấy có một cái máy tạo độ ẩm đúng không ạ? Cái máy tạo độ ẩm này rất là hay và anh chị em hết sức phải chú ý trong cái công tác chăm sóc bệnh nhân thở không xâm nhập cũng như là chăm sóc bệnh nhân thở xâm nhập. Thì cái máy tạo độ ẩm này nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Đấy. Thế cái mình sẽ giải thích qua cái máy này. Cái máy này là như thế nào ạ? Tức là khi mà cái máy thở nó bơm khí vào bệnh nhân, cấp cho bệnh nhân ấy, thì trước khi vào đến bệnh nhân thì nó phải đi qua một cái hệ thống máy làm ẩm. Cái máy này có tác dụng là gì? Máy này chúng ta sẽ cho nước, đổ nước vào cái bình ẩm. Và cái máy này nó sẽ đốt nhiệt. Nó sẽ đốt nhiệt cái đáy cái mặt của cái máy ấy, nó đốt, nó giống như cái nồi cơm ấy, các bạn tưởng tượng cái nó dễ. Thế khi mà mình cho nước vào bên trong nồi cơm, giả sử mình không cho gạo nhé, mình lấy ví dụ để cho mọi người dễ hiểu tí, là khi mà mình cho nước vào trong nồi cơm này
thì cái nồi cơm nó đốt nhiệt, nó nóng lên và cái hơi nước nó bốc lên. Thì ở cái máy này nó nguyên lý hoạt động của nó cũng gần tương tự như vậy, thì mình cũng phải cho nước vào trong cái bể ngầm, và máy nó mình có thể cài đặt cái nhiệt độ và máy nó sẽ đốt làm cho cái hơi nước nó bay lên, nó làm ẩm cái khí thở trước khi vào bệnh nhân, nó vừa làm ẩm nó vừa làm ấm cái khí thở trước khi vào bệnh nhân. Tại sao cái này nó lại quan trọng như vậy? Tại vì như các bạn biết đấy, mình thở bình thường này, ở nhiệt độ môi trường bình thường này, ở cái khí thở bình thường này, thì nó có cái độ ẩm, cái độ ẩm của hơi nước đúng không? Nhưng mà cái khí oxy ấy mà cung cấp cho cái máy thở này, thì cái khí oxy nó rất là khô, nó rất khô, nó không có độ ẩm trong đó đấy. Và khi mà bệnh nhân thở, máy nó bơm một cái áp lực dương liên tục thổi vào cho bệnh nhân với một cái khí khô như vậy, thì nó sẽ làm cho cái khí thở vào ấy, nó cực kỳ khô. Và nếu như bệnh nhân có đờm dãi thì bệnh nhân cái đờm dãi đó nó sẽ vón cục, nó sẽ khô lại và làm cho bệnh nhân rất khó ho khạc và có thể dẫn đến cái việc tắc đờm. Hoặc nếu như bệnh nhân không có đờm dãi thì nó sẽ tạo cho bệnh nhân cái cảm giác cực kỳ khó chịu. Và khi thở ấy, thì chúng ta sẽ để ý khi chúng ta chăm sóc những bệnh nhân thở máy không xâm nhập, chúng ta sẽ thấy là miệng bệnh nhân rất là khô, mũi rất khô, khô gọi như là khô cong luôn, và có thể dẫn đến chảy máu. Nếu thở lâu thì nó sẽ tổn thương cái đường hô hấp của bệnh nhân. Cả ở máy thở xâm nhập cũng vậy. Khi máy thở xâm nhập ấy, với cái máy mà thở không xâm nhập này thì nó chúng ta chỉ cắm một cái đường oxy thôi. Nhưng với cái máy thở xâm nhập ấy, có thể thở xâm nhập ấy, thì chúng ta phải cắm hai cái đường, một đường oxy, đường khí nén. Và cái đường khí nén đó, cái hệ thống khí nén đó cũng phải tách hết tất cả hơi ẩm ra, dẫn đến là cái khí trong máy thở đi vào người bệnh ấy, là cái khí là không hề có hơi nước, rất khô. Vì vậy nên cái bộ phận tạo độ ẩm này rất là quan trọng, mình phải nhấn mạnh đến cái này. Và khuyến cáo là tất cả các máy phải đều phải có máy thở, đều phải có cái máy tạo độ ẩm. Nếu không có máy tạo độ ẩm thì chúng ta phải lắp một cái phin lọc. Người ta có một cái phin lọc thay thế, người ta gọi là phin lọc 3 chức năng. Cái phin lọc này ấy, nó chỉ giữ được ẩm cho bệnh nhân. Nó 3 chức năng là gì? Lọc vi khuẩn, lọc virus, giữ ẩm và giữ ấm. Nó chỉ giữ thôi chứ nó không tạo được ẩm, tạo được ấm giống như cái máy này. Vì thế nên là cái hiệu quả của nó không thể bằng cái máy tạo độ ẩm được, đúng không ạ? Đó là cái máy tạo độ ẩm. Tiếp theo là chúng ta có một cái mặt nạ trước khi vào người bệnh, đúng không ạ? Trên cái máy thở này thì là đang lắp cái bình oxy để cung cấp cho máy thở. Nhưng mà thường khi mà chúng ta chăm sóc bệnh nhân ở những cái đơn vị mà hồi sức ấy, thì người ta sẽ có cái hệ thống oxy và sẽ có dây oxy cắm vào hệ thống đó để cung cấp cho máy thở. Đó là nhỉ, cái máy thở không xâm nhập. Và mình cũng giới thiệu luôn là có những cái máy, không chỉ cái máy này mới thở được chế độ không xâm nhập, mà rất nhiều máy thở xâm nhập cũng có thể thở được chế độ không xâm nhập các bạn nhé. Tránh những trường hợp là các bạn đi chuẩn bị máy thở mà bảo là bác sĩ bảo là chuẩn bị cái máy thở không xâm nhập, nhưng mà các bạn lại cứ phải đi tìm cái máy thở y như trên hình, thì nó cũng không đúng. Bởi vì là rất nhiều máy thở dành cho việc thở xâm nhập, tức là thở qua ống nội khí quản, mở khí quản ấy, thì nó cũng có cái chế độ thở không xâm nhập. Và về mốt thở thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái mốt thở chính, hai mốt thở quan trọng là mốt thở CPAP và mốt thở BiPAP, BiPAP ấy. Mà đầu tiên là về cái mốt thở CPAP thì mình sẽ nói làm sao để cho các bạn một cách dễ hiểu nhất, dễ tưởng tượng nhất, vì mình biết là các bạn là những bạn mà mình công tác ở những cái đơn vị nội mà mình không chăm sóc bệnh nhân hồi sức. Vì thế mình sẽ nói làm sao mà nó cho nó tổng quát, nó tổng quan và nó dễ dàng cho các bạn dễ hiểu nhất. Thì ở cái chế độ thở đầu tiên là chế độ thở CPAP là chế độ gì? Thì CPAP là cái chế độ máy thở sẽ cung cấp một cái áp lực dương liên tục, cung cấp tức là cái máy nó sẽ bơm liên tục một cái áp lực dương
vào trong cái mask thở đó, và khi mask thở chụp vào mặt bệnh nhân như này thì bệnh nhân sẽ thở thở ra thở vào trên cái nền một cái máy thở nó bơm liên tục như vậy. Các bạn cứ tưởng tượng như là các bạn đi xe máy trước gió ấy. Thì gió nó tạt vào mặt các bạn như thế nào thì cái máy thở này, cái mút CPAP này nó y xì như vậy, tức là máy nó thở sẽ bơm liên tục, nó không có ngừng nghỉ, nó bơm liên tục, nó xì cứ thì bệnh nhân thở trên cái mặt nạ này như này, đó là cái mút CPAP. Và cái áp lực này thì người ta bác sĩ có thể cảm được, nó chính là cái CPAP. Ví dụ như trên màn hình chúng ta nhìn thấy CPAP đang cài đặt là 4 cm nước, thì tức là cái áp lực bơm vào là 4 cm nước liên tục cho người bệnh, và người bệnh sẽ thở trên cái nền áp lực liên tục như vậy. Và có một cái nữa bác sĩ có thể cài đặt được, chúng ta chỉ quan tâm đến hai cái này nhá, một là CPAP là áp lực dương máy cung cấp cho bệnh nhân, hai là cái nồng độ oxy trong cái khí thở bệnh nhân máy thở bơm cho bệnh nhân ấy, như trên màn hình là 21%, tức là cái khí máy nó bơm vào cho bệnh nhân thở trên cái đấy là 21%. 21% thì nó cũng giống như nồng độ oxy ở ngoài môi trường đúng không ạ, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt cái nồng độ oxy cao hơn. Ví dụ bác sĩ cần oxy 80% thì có thể cài đặt cái nồng độ oxy máy nó bơm vào cho bệnh nhân là 80% là oxy thì bơm vào cho bệnh nhân. Đấy, thì chúng ta tưởng tượng là bệnh nhân sẽ thở trên một cái áp lực máy nó bơm liên tục, và cái áp lực đó chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt được. Nếu như bác sĩ để 4 thì áp lực là 4, nếu như cần hỗ trợ nhiều hơn thì bác sĩ làm gì ạ? Tăng cái áp lực đó lên, có thể tăng lên 10, có thể tăng lên 15 đó cho bệnh nhân, thì áp lực hỗ trợ nhiều hơn thì bệnh nhân sẽ cảm thấy giảm cái công hô hấp. Tức là mục đích của cái thở không xâm nhập ấy là làm cho bệnh, giúp cho bệnh nhân giảm cái công hô hấp. Bình thường người ta phải gắng sức người ta hít vào đúng không? Bây giờ cái máy thở nó bơm liên tục như vậy thì mình hít trên cái nền áp lực dương đó thì bệnh nhân sẽ phải đỡ phải gắng sức hơn. Và cái nồng độ oxy khi thở vào mình có thể điều chỉnh được. Ví dụ mình tăng lên thành 40 thành 50% oxy cho bệnh nhân. Đấy, các bạn hiểu cái chế độ mô thở CPAP chưa? Đấy. Và chúng ta biết là gì? Cái máy này, cái mút thở CPAP này, cái máy không xâm nhập này, thì các bạn phải hiểu là nó chỉ hỗ trợ bệnh nhân thôi, bệnh nhân chỉ thở trên cái nền áp lực dương máy nó cung cấp cho bệnh nhân thôi, còn đối với việc thở được hay không là quyết định ở ai ạ? Quyết định ở bệnh nhân đúng không? Thì chúng ta phải 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 hiểu rõ cái này nhá, không phải lắp cái máy thở không xâm nhập vào là ok đâu, là ngon lành đâu, bệnh nhân phải tự thở. Đấy, vì thế nên bệnh nhân mà không tự thở được là bệnh nhân suy hô hấp. Cái này mình phải nói rõ để cho nó đi vào phần chăm sóc, đi vào phần theo dõi thì các bạn sẽ biết mình phải theo dõi cái gì cho bệnh nhân này. Đấy. Thì ở cái mốt thở CPAP này yêu cầu là gì? Bệnh nhân phải tự thở. Đấy. Và cái tần số thở là ai quyết định? Là bệnh nhân quyết định. Bệnh nhân thở 10 lần trên phút, 15 lần, 20 lần, 30 lần là bệnh nhân quyết định. Máy nó không giúp bệnh nhân. Đúng không? Nó khác với lại cái thở xâm nhập. Thở xâm nhập của ống nội khí quản, ống mở khí quản bệnh nhân không thở cũng được, nhưng không thở máy thở hộ. Đúng không? Và trên máy là mình có thể cài đặt được tần số thở. Đó là ở cái máy thở xâm nhập. Thở của ống nội khí quản và khí quản này. Là bệnh nhân không thở thì bác sĩ hoàn toàn có thể cài đặt máy nó thở cho bệnh nhân. Đấy. Còn ở cái thở không xâm nhập này thì yêu cầu bệnh nhân bắt buộc phải tự thở được, và máy chỉ hỗ trợ bệnh nhân thôi. Đó, mình làm rõ cái việc đấy để chúng ta đi vào phần theo dõi và phần chăm sóc thì mình sẽ biết cách mình theo dõi những cái gì và chăm sóc những cái gì ở những bệnh nhân này. Tiếp theo, một cái chế độ thở tiếp mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là chế độ thở bypass, bypass ấy, hay là bilevel. Cái này bypass hay bilevel nó là do mỗi máy thôi, con máy nó gọi là tên nó là bypass, con máy tên là bilevel, con máy thì chế độ nó ghi là S gạch T đấy ạ, trên màn hình ấy. Thì ở cái chế độ thở này nó khác gì với cái chế độ thở CPAP, thì mình vừa nói CPAP là một mức áp lực dương đúng không, máy thở bơm liên tục
bệnh nhân sẽ thở trên cái một cái mức áp lực dương đó, bệnh nhân thở vào thở ra trên cái nền áp lực dương đó. Nhưng ở cái chế độ thở này thì sao, thì nó có hai mức áp lực dương, nó hay hơn ở cái chỗ đó, nó giúp cho bệnh nhân nhiều hơn. Hai mức áp lực dương là gì? Một mức áp lực dương là IPAP. Đấy, các bạn nhìn trên màn hình IPAP là 12. Đúng không? Áp lực dương là IPAP là 12, tức là gì? Khi bệnh nhân hít vào, máy nó sẽ cảm nhận được. Nó sẽ biết là bệnh nhân hít vào thì nó sẽ cung cấp một cái áp lực dương là 12. Còn một cái mức áp lực dương nữa là áp lực dương ở thì thở ra là EPAP. Như trên màn hình EPAP đang cài đặt là 4 cm nước. Thì khi mà bệnh nhân thở ra ấy, thì máy nó biết là bệnh nhân thở ra. Bệnh nhân thở ra thì nó chỉ cung cấp một cái áp lực dương là 4 cm nước thôi. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Tức là khi hít vào thì cung cấp cái áp lực dương là 12, là IPAP là 12. Khi thở ra thì cung cấp một cái áp lực dương EPAP là 4. Dạ. Nó khác với lại cái mút thở CPAP là nó chỉ có một mức áp lực thôi, nhưng mà đây nó có hai mức áp lực. Đấy, thì nó giúp cho bệnh nhân nhiều hơn. Và cái tần số trên máy này cài đặt được tần số, ví dụ như trên màn hình red này, red là tần số các bạn sau này các bạn chăm sóc bệnh nhân thở máy ấy, thì có mấy cái từ các bạn phải làm quen. Đấy. Mấy từ tiếng Anh nó ít thôi, nó không nhiều đâu. Thì ví dụ như là red nó là tần số, mình có thể tra hoàn toàn những cái này, mình hoàn toàn có thể tra từ điển ra. Red là tần số, thì ở đây tần số cài đặt là 12, tức là 12 lần trên phút. Tức là khi bệnh nhân thở thì máy nó sẽ phát hiện ra 12 lần bệnh nhân hít vào thì sẽ cung cấp cái IPAP là 12 cm nước. Được chưa? Đó, thì mình chú ý là cái mốt thở này thì nó có hai cái, một là IPAP, hai là EPAP, tức là hai mức áp lực dương. Còn CPAP, mốt thở CPAP mình vừa trình bày trước thì chỉ có một mức áp lực dương thôi. Đấy. Và ở đây thì có cài đặt thêm cái tần số là 12. Cái một cái nữa là cái e-time, mọi người nhìn thấy e-time là một giây ấy. Tức là gì? Tức là cái thời gian hít vào, cái máy này nó sẽ hỗ trợ trong vòng 1 giây, nó sẽ cung cấp cái thời gian hít vào là 1 giây, với cái áp lực là khi bệnh nhân hít vào ấy, thì nó sẽ cung cấp cái áp lực 12 cm nước trong vòng 1 giây. Đấy. Và cái một cái nữa là cái right time, là cái thời gian tăng áp, là cái thời gian để đạt được cái áp lực 12 cm nước. Thì cái này, cái thời gian tăng áp để đạt được cái áp lực 12, ví dụ ở đây cài đặt cái hàng số là 2. Thì cái này thì nó cũng không quan trọng lắm trong cái công tác chăm sóc điều dưỡng của mình. Đấy, thì mình chỉ biết thôi. Biết thêm thì càng tốt. Còn một cái nữa có thể cài đặt đó là oxy FiO2, nồng độ khí thở vào, như trên màn hình ở cái mô thở này đang để là 22%. Tức là nồng độ oxy bơm vào cho bệnh nhân là 22%. Đó. Là chúng ta nắm được hai cái chế độ thở rồi đúng không ạ? Là một mức áp lực dương, chúng ta sẽ thở, bệnh nhân sẽ thở trên cái nền áp lực dương đó, hít vào thở ra trên cái nền áp lực dương đó, và IPAP là hai mức áp lực dương, bệnh nhân cũng phải tự thở. IPAP và EPAP, BiPAP và CPAP thì bệnh nhân cũng vẫn phải tự thở thôi nhá, máy không thở hộ được cho bệnh nhân đâu. Bệnh nhân mà không thở được là bệnh nhân suy hô hấp, là chúng ta phải, việc của chúng ta là phát hiện ra những bệnh nhân không thở được. Đấy. Cái đó thì gọi là thất bại trong cái việc thở không xâm nhập, thì chúng ta phải tiến hành báo bác sĩ rồi cấp cứu đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân thở máy xâm nhập ngay. Đó. Và ở cái mức thở BiPAP này, BiPAP này thì sao, thì cũng giống như CPAP là bệnh nhân phải tự thở thôi, máy thở, bệnh nhân không tự thở thì máy thở cũng chịu đúng không ạ? Và cái việc thở, cái VT ấy, là cái VT trong cái máy thở cũng cái chỉ số mà nó có thể báo ấy, là cái VT ấy, là cái thể tích, V là volume, là thể tích khí bệnh nhân hít vào trong một nhịp thở ấy, thì nó phụ thuộc ở khả năng thở của bệnh nhân. Bệnh nhân hít khỏe thì khí nó vào nhiều, bệnh nhân hít yếu thì khí vào ít. Đấy, cái đấy là phụ thuộc ở bệnh nhân.
tần số cũng phụ thuộc vào bệnh nhân. Đó. Và cái mô thở, chế độ thở BiPAP này thì nó giúp giảm cái công hô hấp của bệnh nhân tốt hơn, đúng không ạ? Rõ ràng rồi, khi bệnh nhân hít vào thì nó cung cấp cái áp lực, mình hiểu nôm na là khi hít vào thì cung cấp cái áp lực lớn hơn, còn khi thở ra thì cái áp lực nó lại giảm xuống, nó nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhân, thì rõ ràng nó giảm công hô hấp của bệnh nhân và nó tốt hơn. Cái mô thở CPAP, và trong cái mô thở CPAP cũng như là BiPAP ấy, thì người ta hạn chế cài đặt cái áp lực nó lớn hơn 20 cm nước, bởi vì sao? Cái áp lực lớn ấy thì nhiều khi bệnh nhân không không hợp tác hoặc là có không chịu được ấy. Bệnh nhân có thể dẫn đến cái tổn thương phổi, ví dụ tràn khí màng phổi, hoặc là nó sẽ giúp làm cho khí nó tràn tràn vào trong dạ dày của bệnh nhân, và từ đó thì nó làm chướng cái dạ dày nên tăng nguy cơ trào ngược của bệnh. Nên cái này cũng là một trong những cái mà khi mà chăm sóc bệnh nhân mình phải hết sức chú ý. Đặc biệt đấy, khâu cho ăn thì chung vào phần chăm sóc thì mình sẽ nói rõ hơn. Rồi, tiếp theo chúng ta đã biết được là máy thở không xâm nhập nó có hai cái chế độ CPAP, BiPAP rồi. Bây giờ tiếp theo vào phần theo dõi. Thì đối với lại theo dõi bệnh nhân thở máy nói chung, kể cả xâm nhập hay không xâm nhập, thì chúng ta phải chia nhỏ ra có ba cái chính mình cần phải theo dõi. Cái việc đầu tiên là mình theo dõi cái hoạt động máy thở. À. Thứ hai là mình sẽ theo dõi người bệnh, và thứ ba là chúng ta phải theo dõi cái sự hợp tác giữa người bệnh và máy thở, đúng không ạ? Đấy. Ở phần theo dõi hoạt động máy thở thì chúng ta theo dõi cái gì? Theo dõi hoạt động máy thở rất quan trọng. Mình phải theo dõi các cái báo động, xem là máy nó đang báo động gì, nó có báo động hay không, báo động này có nguy hiểm với người bệnh hay không. Đấy. Khi máy báo động thì chúng ta phải ra xem. Trong đó về phần báo động mình sẽ nói rất rõ. Và chúng ta sẽ theo dõi các cái mức áp lực đường thở để chúng ta biết được là bệnh nhân thở có hiệu quả hay không. Đấy là trên bệnh nhân thở máy. Kể cả không xâm nhập hay xâm nhập thì chúng ta phải theo dõi hoạt động máy thở. Nên mình nói một cái ví dụ như này cho mọi người dễ tưởng tượng nhé. Tại sao theo dõi hoạt động máy thở lại quan trọng như vậy? Bởi vì là mình đợt rồi mình có đi công tác ở trong Đồng Nai ấy, cái đơn vị hồi sức bệnh nhân COVID nặng ấy, thì có rất là buồn khi mà thực ra rất là thông cảm cho anh chị em, bởi vì là những cái đơn vị hồi sức ấy mình tưởng tượng là gì, nó không giống như là những cái đơn vị hồi sức tại nhà mình đâu. Cái đơn vị hồi sức của nhà mình ấy là những cái đơn vị, tức là chúng ta có thời gian chúng ta set up bệnh phòng này, chúng ta bố trí bệnh phòng nó phù hợp, và nó đã có trải qua rất là nhiều năm. Đấy, có những cái chúng ta thấy nó không phù hợp chúng ta sửa đổi để nó được như ngày hôm nay, bạn tưởng tượng đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta vào những cái đơn vị hồi sức bệnh nhân COVID thì chúng ta phải biết là gì, chúng ta vừa đến giao nhiệm vụ của chúng ta thành lập một cái đơn vị hồi sức COVID thì chỉ trong vòng vài ngày sau, tất cả máy móc trang thiết bị vật tư chỉ có vài ngày để chúng ta chuẩn bị, chúng ta set up bệnh phòng 3 4 ngày chúng ta set up bệnh phòng. Ví dụ như chúng tôi làm ở trong bệnh viện Đồng Nai thì tôi có 4 ngày để set up một cái bệnh phòng hồi sức, một cái khoa hồi sức set up trong vòng 4 ngày. Các bạn tưởng tượng 4 ngày set up hồi sức 50 giường, nhưng mà khi mà nhận bệnh nhân ấy, thì chỉ 2 ngày là đầy luôn 50 giường, kín luôn 50 giường bệnh nhân nặng và rất nhiều bệnh nhân thở máy. Vì vậy nên là cái bệnh phòng chúng ta không thể yêu cầu được nó chuẩn chỉnh như ở nhà, như ở bệnh viện của chúng ta. Bởi sao? Bệnh viện chúng ta, cái khoa hồi sức chúng ta set up trong bao lâu, bệnh viện chúng ta xây trong bao lâu, rồi là nó đã có bao nhiêu năm phát triển, bao nhiêu năm chúng ta sửa đổi từ những cái không hợp lý thành những cái hợp lý rồi đó. Thì mình muốn nói đây là gì, cái việc bố trí bệnh phòng nó sẽ ở một cái mức tương đối, đương nhiên là ai làm cũng muốn nó hoàn thiện, nó tốt nhất, nhưng nó dù sao nó cũng vẫn chỉ là một cái mức tương đối vì thời gian nó quá cấp bách. Đấy. Vậy nên là cái bệnh phòng nó không, nó sẽ hơi ngổn ngang hơn, các bạn phải chấp nhận việc đấy. Thứ hai nữa, khi vậy chúng ta vào chăm sóc bệnh nhân COVID thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta phải mặc trang thiết bị phòng hộ cá nhân. Đấy. Quần áo phòng hộ đúng không ạ? Chúng ta mặc nó phải kín, đương nhiên là đảm bảo thì cái này
mình đã được học rồi đúng không ạ? Tránh lây nhiễm cho COVID, cái bài trước mình đã được học rồi. Chúng ta phải mặc kín từ đầu đến chân. Và khi mà các bạn, nếu như các bạn nào mà đã chăm sóc bệnh nhân COVID rồi thì chắc là các bạn hiểu, nhưng những ai mà chưa chăm sóc thì chúng ta phải biết là rất là khó chịu. Để khi các bạn đến một cái vì các bạn không làm hồi sức nhé, mình chia sẻ nhé. Khi các bạn mà đến những cái đơn vị hồi sức, các bạn làm khoa nội, các bạn đến những đơn vị hồi sức nặng để chúng ta có thể là tham quan hoặc chúng ta đi học, thì chúng ta sẽ thấy là nó hơi ngợp. Ban đầu chúng ta hơi ngợp, chúng ta nhìn thấy quá nhiều bệnh nhân nặng đi. Và những bệnh nhân nặng nằm ngổn ngang, thở máy ngổn ngang cả. Chúng ta thấy mới đầu chúng ta rất bị ngợp đúng không? Đấy. Nhưng mà trong COVID thì chúng ta còn ngợp hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Các bạn đang mặc phòng hộ nó khó chịu lắm. Nó vào kính các thứ che mặt nó mờ mờ ảo ảo. Các bạn vào thì người cũng đang khó chịu vì cái bộ bảo hộ, rồi là kính che mặt nó đang khó chịu, rồi là người đang nóng liêng mồ hôi nó đang chảy ra, đang khó chịu như này. Vào nhìn thấy bệnh nhân thở cứ ầm ầm cả, toàn những bệnh nhân nặng, máy thở thì kêu binh bong cả. Các bạn sẽ bị ngợp và các bạn sẽ phải mất thời gian để làm quen với việc đó. Thế tại sao mình nói đến việc đấy? Bởi vì là bệnh nhân thở máy ở trong đó thì rất là tiếc khi mà có cũng có một hai bệnh nhân đó là tuột dây máy, tuột dây điện, tuột dây điện máy thở ấy. Trong cái hồi sức của ở đơn vị ở bệnh viện chúng ta mà những bệnh nhân không phải COVID mà tuột dây máy thở mà để bệnh nhân tử vong vì tuột dây máy thở, chúng ta thấy là lỗi của chúng ta quá tắc trách, rất là tắc trách. Và sao thì ở trong cái những đơn vị đó thì chúng ta sẽ thấy là nó rất hiếm gặp những trường hợp đấy, cực kỳ hiếm gặp trường hợp tuột dây máy thở. Nhưng mà khi vào chăm sóc bệnh nhân COVID ở những cái đơn vị mà hồi sức chúng ta lập lên thì cái việc đấy hoàn toàn có thể xảy ra, hoàn toàn có thể xảy ra nhé các bạn chú ý. Đấy, nên là theo dõi hoạt động máy thở, đôi khi đi qua thấy máy thở tối om thì chúng ta biết là tuột dây máy thở rồi, à tuột dây điện máy thở rồi. Đấy, nếu mà chúng ta không theo dõi cái đấy, chúng ta cứ chăm chăm bệnh nhân chụp mặt nạ kín mít chúng ta nhìn đâu, nhìn thấy mặt bệnh nhân tím tái đâu. Thế mà mặc bảo hộ vào kính kiếp nó mờ ảo ảo, nhiều khi mình không chú ý. Đấy, đôi khi bệnh nhân máy thở hết điện hết pin, tuột máy thở thì khi nào chúng ta cũng chả biết. Đấy, vì vậy là theo dõi hoạt động máy thở rất quan trọng nhé. Đấy, rồi là những cái báo động máy thở, khi máy nó báo động chúng ta ra xem ngay, xem nó báo động gì. Nếu mình giải quyết được thì mình xử trí, không không biết nó là báo động gì không sao cả, không biết thì mình sẽ hỏi những người biết, những người làm hồi sức hoặc là bác sĩ người ta biết thì để ra người ta xử trí. Đấy, đấy là về phần theo dõi hoạt động máy thở. Tiếp theo là chúng ta phải theo dõi người bệnh. Thì những bệnh nhân mà đã phải thở máy thì chúng ta biết là những bệnh nhân nặng rồi, ở phân cấp là ở giai đoạn nặng hoặc là giai đoạn nguy kịch phải thở máy, thì chúng ta phải theo dõi sát cái dấu hiệu sinh tồn như vậy đúng không ạ? Mạch nhiệt độ huyết áp, đường máu, rồi là gì, SpO2, rồi chúng ta phải theo dõi sát ý thức người bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rồi, bệnh nhân thở máy không xâm nhập là bệnh nhân phải tự thở đúng không ạ? Không phải là giống như cái bệnh nhân thở máy xâm nhập. Bệnh nhân thở xâm nhập không thở máy thở hộ, bệnh nhân thở không xâm nhập, bệnh nhân không thở, bệnh nhân suy hô hấp, bệnh nhân tử vong. Vì thế chúng ta phải theo dõi sát ý thức. Nếu chúng ta thấy bệnh nhân ví dụ như là 1-2 giờ trước chúng ta thấy bệnh nhân rất tỉnh táo, gọi hỏi bệnh nhân có phản ứng như có phản ứng đáp lại tỉnh táo quá, nhưng mà 1-2 tiếng sau chúng ta gọi hỏi thấy bệnh nhân không trả lời được, bệnh nhân hôn mê, thì chúng ta phải biết bệnh nhân này không thể thở, không sinh hoạt được, bệnh nhân hôn mê, rối loạn ý thức. Và những bệnh nhân đó làm sao mà người ta ho khạc được đờm, có một cục đờm nó tắc ở trong đường thở, cái là bệnh nhân có thể suy hô hấp ngay, không khạc được ra suy hô hấp ngay. Đấy, rồi chúng ta theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn nhé. Bệnh nhân mà tụt huyết áp suy tuần hoàn, bệnh nhân sốc tụt huyết áp thì làm sao mà thở không xâm nhập được đúng không? Những bệnh nhân đấy là phải đặt ống thở máy xâm nhập. Đấy, rồi là phải có những cái biện pháp hồi sức mạnh mẽ hơn. Đấy, khi chúng ta phải theo dõi sát những trường hợp như vậy, theo dõi sát ý thức người bệnh, theo dõi sát chỉ số sinh tồn, và tối thiểu là phải 3 giờ một lần, tối thiểu 3 giờ một lần. Đấy. Ngoài ra theo dõi bệnh nhân chúng ta phải đánh giá khả năng ho khạc. Đấy, đôi khi bệnh nhân rất là tỉnh táo đúng không? Bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng bệnh nhân mệt cơ, mệt rồi thở máy không xâm nhập, mới đầu thở thì bệnh nhân còn khỏe, bệnh nhân thở đáp ứng tốt, nhưng mà 1-2 ngày sau bệnh nhân cũng cái phổi nó yếu hơn rồi, bệnh nhân cũng yếu đi, mệt, vào trong hồi sức thì không ngủ được, ăn không ăn được,
đôi khi tại thể lực nó đi xuống thì mệt cơ thì sợ nhất là mệt cơ hô hấp, bệnh nhân không còn cái khả năng ho khạc, bệnh nhân không ho được, có đờm không ho được. Đấy. Rồi là tình trạng đờm dãi, chúng ta phải đánh giá xem là bệnh nhân có nhiều đờm hay không. Nếu nhiều đờm thì chúng ta phải làm gì? Trong chăm sóc nhiều đờm thì chúng ta phải hút đờm cho người bệnh. Đấy. Và những bệnh nhân mà chúng ta đánh giá thấy ho khạc yếu, rồi là bệnh nhân mệt cơ, là chúng ta trong đầu chúng ta phải nghĩ ngay ca này khả năng là thất bại trong việc thở máy không xâm nhập, thì chúng ta phải báo bác sĩ để cùng đánh giá xem bệnh nhân cần thiết chúng ta phải đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân thở máy xâm nhập. Đó. Tiếp theo là chúng ta phải theo dõi một cái nữa là theo dõi khả năng hợp tác giữa người bệnh và máy thở. Như tôi đã nói rồi ấy, trong cái thở máy không xâm nhập ấy, nó sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy cực kỳ khó chịu, cực cực kỳ khó chịu. Các anh chị em nếu mà chăm sóc bệnh nhân thở máy không xâm nhập rồi biết bệnh nhân khó chịu lắm, thở máy trong cái mặt nạ ấy bệnh nhân sẽ cảm giác lúc nào cũng cảm giác ngột ngạt. Đấy. Rất khó chịu. Vì vậy là chúng ta cũng phải động viên bệnh nhân. Đấy. Rồi là xem bệnh nhân có hợp tác hay không. Nhiều bệnh nhân là người ta không hợp tác, là người ta cứ giật cái mask ra liên tục, và chúng ta theo dõi thấy bệnh nhân người ta không hợp tác như vậy thì mình cũng phải bàn giao nhau để là báo bác sĩ trong những trường hợp người ta cứ giật mask liên tục mà khí nó xì ra ngoài, thở máy nó không hiệu quả, thì cũng phải lên kế hoạch để chúng ta có thể là có cái tiên lượng nguy cơ là bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản để thở máy xâm nhập. Và khi đó thì chúng ta có tiên lượng rồi thì chúng ta phải chuẩn bị những cái dụng cụ cấp cứu cần thiết, ví dụ như là bóng mát, ví dụ như là bộ đặt ống nội khí quản, đúng không ạ? Ví dụ như là chuẩn bị sẵn sàng máy thở xâm nhập để làm gì, để nó nếu mà trong trường hợp cấp cứu mà chúng ta phải tiến hành ngay đặt ống nội khí quản cho người bệnh để cấp cứu người bệnh, đúng không ạ? Tránh trường hợp đáng tiếc là bệnh nhân mà ngừng tim ngay khi đang thở không xâm nhập, thì cái đấy nó là cái mà rất là tắc trách, cái công tác theo dõi của mình chưa tốt. Các bạn hết sức chú ý cái đó. Tiếp theo về phần chăm sóc thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo cái thông thoáng đường thở, đúng không? Như mình nói rồi, bệnh nhân thở máy không xâm nhập đấy, là bệnh nhân thứ nhất là phải tự thở được, thứ hai là phải có khả năng bảo vệ đường thở, tức là gì, bệnh nhân có thể ho khạc được đờm ra, đúng không? Và công tác điều dưỡng chúng ta rất quan trọng là gì, phải bảo vệ cái đường thở bệnh nhân, đúng không? Chúng ta phải nếu bệnh nhân nhiều đờm chúng ta có thể giúp bệnh nhân gỗ rung. Đấy, chúng ta cho bệnh nhân ngồi cao rất quan trọng, đặc biệt là cái ngồi cao khi chúng ta đi chăm sóc bệnh nhân. Những bệnh nhân mà khó thở, có vấn đề về phổi, về đường hô hấp thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân ngồi cao, ngồi cao để bệnh nhân thở. Ngồi như nào là cao, là phải từ 45 độ trở lên, phải cho bệnh nhân ngồi tư thế 45 độ trở lên. Các bạn nhiều khi các bạn chăm sóc mà các bạn không kinh nghiệm, các bạn nghĩ là bệnh nhân nằm như này là cao rồi, nhưng thực ra trong rất nhiều cái giường ICU nó có cái thước đo độ ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta nghĩ là cao nhưng mà thực ra cái độ dốc của cái đầu giường lúc đấy nó chỉ được khi 30, chưa được 30 độ như chúng ta cứ nghĩ là cao. Và nhất là nếu như mà bệnh nhân nằm tụt xuống dưới nữa thì nó không được 30 độ. Thì chúng ta phải chú ý cho bệnh nhân nằm đầu cao, rồi là chúng ta gỗ rung cho bệnh nhân. Nếu mà các bạn mà làm phù chức năng thì có thể tập phù chức năng hô hấp cho bệnh nhân, ví dụ như ép phổi như vậy. Hoặc đơn giản hơn là gì, là chúng ta có thể hướng dẫn bệnh nhân những động tác vận động tại giường. Đấy. Chúng ta phải cho bệnh nhân vận động tay chân, những cái động tác sẽ giúp cho cái cơ hô hấp của bệnh nhân nhá. Đưa tay lên, những cái động tác rất đơn giản thôi, nó sẽ giúp cho các cái cơ hô hấp của bệnh nhân được vận động, tránh teo cơ hô hấp. Vì bệnh nhân nằm bẹp, ví dụ bệnh nhân nằm thấp, nằm đầu thấp liên tục vài ngày nó sẽ teo hết tất cả các cơ, và đặc biệt nó teo cơ hô hấp. Khi teo cơ hô hấp thì bệnh nhân sẽ không có cơ hô hấp teo, thì đương nhiên bệnh nhân thở sẽ yếu, bệnh nhân ho khàn yếu thì sẽ làm cho cái tình trạng người bệnh nặng lên nhé. Thì các bạn hết sức chú ý trong cái việc là tư thế người bệnh nằm thở máy phải nằm đầu cao đấy, hoặc là gì, hôm nay chúng ta đã sẽ được học cái bài, không biết đã được học cái bài bệnh nhân nằm sấp chưa, thì chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân nằm sấp. Nhưng mà đương nhiên trong cái việc thở máy không xâm nhập ấy, thì cái việc nằm sấp nó rất khó, bởi sao, nó vướng mặt nạ,
Còn trong bệnh nhân thở HFNC, HFNC thở qua oxy dòng cao qua gọng mũi ấy, thì bệnh nhân hoàn toàn có thể nằm sấp. Đấy, chúng ta sẽ động viên bệnh nhân nằm sấp. Và kể cả những cái bệnh nhân mà người ta chỉ thở oxy ấy, thì anh chị em cũng chú ý là cho bệnh nhân nằm cao và hướng dẫn bệnh nhân tập các bài thể dục, các bài động tác tại giường. Liên tục khuyến khích bệnh nhân vận động tại giường. Tránh cái trường hợp là bệnh nhân nằm bẹp ở trên giường rồi là bệnh nhân cứ nằm ra đó và nó teo hết cơ rồi là bệnh nhân chuyển nặng. Đó, chúng ta phải giúp bệnh nhân. Và nếu như người bệnh có cái khả năng ho khạc thì và bệnh nhân có nhiều đờm thì chúng ta phải động bệnh nhân, động viên bệnh nhân ho khạc cái đờm nó ra. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận chúng ta phải bỏ cái mask thở ra để cho bệnh nhân ho khạc đờm ra ngoài. Trong cái việc chăm sóc bệnh nhân COVID ấy, thì chúng ta cũng biết là rất nhiều bài giảng, rất nhiều mọi người cũng nói là cái việc là hạn chế tiếp xúc gần người bệnh đúng không ạ? Cái đó là đúng, cái đó không hề sai. Chúng ta hạn chế tiếp xúc gần người bệnh. Nhưng trong công tác chăm sóc bệnh nhân nặng mà các bạn không tiếp xúc gần người bệnh thì các bạn không thể chăm sóc được người bệnh đúng không ạ? Để mình phải chú ý nhé. Bây giờ bảo bây giờ vô dung cho bệnh nhân, tắm rửa cho bệnh nhân, cho bệnh nhân ăn, hút đờm cho bệnh nhân mà không lại gần bệnh nhân thì làm sao mà làm được. Bây giờ bảo là phải đứng cách bệnh nhân 2 mét thì chăm sóc làm sao chăm sóc được đúng không ạ? Mọi người hết sức chú ý. Trong thực chiến là chúng ta phải vào gần bệnh nhân. Và có một cái chúng ta bảo vệ chúng ta đó là chúng ta mặc trang bị phòng hộ, là chúng ta phải mặc đúng, phải đảm bảo kín. Và tôi xin khẳng định với các bạn là các bạn không không không, không phải lo cái chuyện lây nhiễm khi mà bạn đã mặc trang thiết bị phòng hộ đúng kín, thì tôi dám khẳng định với các bạn cái việc lây nhiễm là có thể nói cực kỳ thấp, nếu không muốn nói là không có. Tại vì sao? Bởi vì chúng tôi ấy, thực chiến vào chăm sóc những bệnh nhân ở Đồng Nai, tất cả các anh em nhân viên vào ở trong Đồng Nai em mọi người làm việc rất là cố gắng và chăm sóc bệnh nhân là chúng tôi đều phải tiếp xúc gần với bệnh nhân hết, đặt xông dạ dày cho bệnh nhân ăn, chứ không đứng gần bệnh nhân thì làm sao được đúng không? Cho bệnh nhân ăn không đứng gần bệnh nhân thì cho ăn kiểu gì, hút đờm không đứng gần bệnh nhân thì làm sao mà hút được đúng không? Và cái việc ví dụ mình đặt xông dạ dày, bệnh nhân ho cái chuyện bình thường. Cái việc chúng ta có thể hạn chế là gì, chúng ta có thể cho bệnh nhân kéo cái khẩu trang dưới miệng che bệnh nhân, chúng ta phải làm những cái động tác làm sao nó khéo léo và mình phải biết là mình phải làm, trước khi mình làm mình phải biết là mình phải làm như thế nào để tránh cái việc bệnh nhân ho khạc nó phơi nhiễm ra ngoài. Chứ còn đâu cái việc mà chúng ta không tiếp xúc bệnh nhân là cái việc đấy là việc hoàn toàn không thể không hoàn toàn không thể làm được, chúng ta phải tiếp xúc gần bệnh nhân đúng không ạ? Còn đương nhiên không có việc gì thì chả ai mà đứng gần bệnh nhân trò chuyện làm gì cả đúng không ạ? Không việc gì ví dụ về chăm sóc bệnh nhân thì cũng chả ai người ta đứng gần bệnh nhân đang ho, chúng ta lại đứng gần làm gì đúng không? Thì các bạn hết sức chú ý cái việc đó. Và chúng ta động viên người bệnh ho khạc, nếu như người bệnh ho khạc yếu không khạc hết được đờm ra thì chúng ta phải giúp người bệnh hút đờm. Đấy, hút đờm cho người bệnh. Và khi chúng ta bỏ cái máy máy thở, cái mask thở ra sau cái thở không dung nhập ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái máy thở nó sẽ bơm khí liên tục. Và để tránh cái trường hợp phơi nhiễm thì chúng ta cũng phải biết chúng ta sẽ cho cái mask đó, chúng ta sẽ chuẩn bị cái túi ni lông để chúng ta cho cái mask đó vào túi ni lông chúng ta buộc lại để tránh cái lây nhiễm đúng không ạ? Và chúng ta phải làm sao thao tác cho nhanh để chúng ta có thể cho bệnh nhân thở lại đúng không ạ? Và một cái việc nữa mà tôi cũng vừa nãy tôi giới thiệu cái máy, cái bình đốt ấy, bình đốt ẩm ấy là gì, cái việc chúng ta phòng khô đờm. Chúng ta phải cung cấp đủ cái nước cất cái bình đốt đấy, là mình quay lại hình ảnh cái bình đốt nhé. Đây, cái bình đốt ở cái máy thở ấy là ở dưới nó là cái máy đốt và ở trên nó một cái bình chứa nước, và trong cái bình chứa nước đó thì nó có cái vạch, nếu các bạn nhìn thấy có một cái vạch màu đen ấy, cái vạch màu đen ấy là cái vạch mà mình sẽ đổ nước đến cái vạch đó. Và mình đổ nước gì thì mình đổ nước cất, thì không tuyệt đối không đổ nước muối đường hoặc nước muối vào trong đó nhé. Mình đổ đường với nước muối vào trong đó nó nắng cạn nó hỏng máy, mình chỉ đổ nước cất vào trong đó thôi. Và cái vạch nó cũng có cái vạch để mình đổ đến đúng cái vạch đó thôi, mình không được đổ quá,
Tránh cái trường hợp là gì, cái bình cái nước cất ấy, nhiều khi cái bình này cái lưu lượng cái thể tích chứa của nó, cái bình này nó có thể là khoảng 500 hoặc hơn 500 một chút thôi, nhưng mà có những cái chai nước cất, có những cái can nước cất nó cả 5 lít. Khi mà mình đổ vào và mình không chú ý mình khóa van lại thì chuyện gì xảy ra? Thường thì mình đổ mình sẽ cắm vào cái dây chuyền và một đầu mình cắm vào cái bình ẩm đấy, cái bình chứa nước ấy, thì mình xả nước ra thì nước nó sẽ chảy từ trong cái chai nước cất nó chảy xuống dưới cái bình ẩm ấy. Và nếu như mình không chú ý mình khóa lại thì sao, nước nó sẽ đầy trong cái bình ẩm đó, cái bình chứa nước đó, và khi nó đầy quá nó tràn vào dây máy thở. Khi nó tràn vào dây máy thở thì nó sẽ cản trở đường thở và máy thở nó không thể bơm khí vào cho người bệnh đấy. Nó nhiều quá nó sặc lên trên mũi miệng bệnh nhân và có thể làm cho bệnh nhân ngạt, suy hô hấp ngạt. Thì mình cái việc đó là mình hết sức chú ý, và đổ nước cất mình cũng phải hết sức chú ý. Đến đúng vạch thì mình khóa lại. Đó là những cái máy mà nó không có van, những cái bình nó không có van một chiều. Còn những cái bình ấy mà nó có van một chiều ấy thì nó sẽ đến đến cái vạch đó là tự cái đường nó sẽ không lấy nước vào nữa. Thì nhưng mà mình vẫn phải chú ý là gì? Phải theo dõi cái việc mình đổ nước làm sao đến đúng vạch thì mình sẽ khóa lại. Bởi vì sao? Vì cái bình này mình dùng đi dùng lại, đôi khi mình hấp đi hấp lại thì cái việc cái van một chiều nó hỏng là hoàn toàn có thể xảy ra. Mọi người hết sức chú ý. Đó là cái việc làm ẩm cho người bệnh. Và còn một cái nữa đó là cái việc cái mask thở đấy. À, cái mask thở thì mình cũng phải chọn cái mặt nạ, cái mask là cái mặt nạ làm sao cho nó phù hợp với khuôn mặt người bệnh. Ví dụ như là bệnh nhân gầy, mặt bệnh nhân rất bé mà chúng ta chọn một cái mask thở nó quá là to đi, nó chụp vào mặt bệnh nhân và nó không thể kín được, khí thở nó sẽ bị xì hết ra ngoài, thì như thế là nó không hiệu quả, đúng không? Hoặc là những cái bệnh nhân có cái khuôn mặt rất là bệnh nhân thừa cân tăng cân, vậy khuôn mặt rất là to, và nếu như chúng ta chọn những cái mask thở nó nhỏ thì nó lại không kín được cả cái miệng người bệnh, thì cái việc đó nó cũng không đảm bảo được cái hiệu quả khi bệnh nhân thở máy, khi nó bị xì hết ra ngoài nó cũng không bơm được vào trong cái đường thở người bệnh, đúng không? Và khi cố định ấy, chúng ta cũng phải chú ý. À, nhiều khi mà nó của mình cố định chặt quá vì mình sợ nó khí nó tràn ra ngoài, nó xì ra ngoài, mình cố định chặt quá thì nó lại gây loét cho người bệnh. Nhưng nếu mà mình cố định mà lỏng quá thì nó lại xì ra ngoài, thì cái việc đấy mình cũng phải chú ý, mình cố định làm sao cho nó vừa đủ thôi. Và khi mà thấy kín rồi thì mình sẽ hỏi bệnh nhân bác thấy dễ chịu không, nếu bệnh nhân gật gật bệnh nhân bảo ok dễ chịu rồi thì mình sẽ thấy như thế là vừa, còn nếu bệnh nhân kêu chặt quá thì mình cũng nên nới lỏng cho bệnh nhân, đúng không? À, mình hết suy nghĩ. Và cái mask thở ấy thì nó lại có một cái nữa mọi người phải chú ý là gì, ở cái máy thở mà 1 giây đây nha, mình nói lại nha, cái máy thở này mình thấy là có một cái dây thở rồi đúng không, và cái dây thở này ấy, cái máy thở này ấy, có một dây thở thì nó sẽ bơm khí vào cho bệnh nhân hít vào đúng không, thế bệnh nhân thở ra thì bệnh nhân thở ra đằng nào? À, các bạn có đặt câu hỏi đấy không ạ? Khi mà mình chụp cái mask thở nó rất là kín mặt rồi, máy thở nó bơm vào qua một cái dây này, cái dây này lúc nào nó bơm vào mà áp lực dương liên tục mà, thì bệnh nhân thở ra đằng nào? Thì trên cái mask thở hoặc là trên cái dây mà chỗ gần cái chỗ mask thở ấy, nó sẽ có một cái đường thở ra, tức là cái mask này nó sẽ không kín hoàn toàn và nó sẽ có một cái đường thở ra để khi bệnh nhân thở ra thì khí nó sẽ xì qua đằng đấy, thì qua cái lỗ thở ra đó, đúng không ạ? Để phải có một cái đường thở ra, với cái máy 1 giây như thế này thì bắt buộc phải có đường thở ra cho bệnh nhân, tức là trên cái mask này nó có thể có những cái lỗ để hở, cái lỗ ở trên ấy để thở ra, để bệnh nhân có thể thở ra được. Nhưng mà còn xung quanh này là phải kín nhá, xung quanh này là mình cố định là phải kín, nó sẽ có một cái đầu thở ra trên cái mask để cho đường thở ra cho người bệnh. Các bạn chú ý, với máy thở 1 giây thì phải có đường thở ra. Nhưng có những cái máy là máy thở 2 giây, tức là nó có 2 cái dây thở, thường những cái máy đấy là những cái máy mà để thở xâm nhập, nhưng mà nó có cả những cái chế độ thở không xâm nhập thì người ta sẽ dùng cái máy đấy để thở không xâm nhập đấy. Và khi mà dùng những cái máy thở xâm nhập để thở không xâm nhập ấy, thì nó có 2 giây, 1 giây thở ra 1 giây hít vào, 2 giây, thì cái yêu cầu là cái mặt nạ cái đường dây là phải kín tuyệt đối không đường ra.
Tại vì nó có đường thở ra rồi, nó có dây thở ra rồi thì cái mặt nạ nó phải kín. Đấy, mọi người chú ý nhé. Nếu như mặt nạ không kín thì lại cái hiệu quả nó không cao. Vì máy thở nó bơm vào nó xì ra ngoài hết thì nó không cao. Còn với cái máy thở 1 giây thì bắt buộc phải có đường thở ra cho người bệnh, phải có lỗ để thở ra cho người bệnh. Nếu không có lỗ thở ra là bệnh nhân sẽ ngạt ngay. Mình chú ý nhé. Đó là về cái mask thở. Đây. Cái hình ảnh này thì mọi người dễ nhìn hơn. Thì cái mà bình, mọi người nhìn thấy cái bình đốt đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy cái máy thở ở dưới là có cái bình đốt đúng không? Cái hình ảnh bên phải là zoom lên cái hình cái bình đốt. Đấy, thì mình sẽ đổ nước. Mọi người nhìn thấy cái dây chuyền cắm xuống cái bình chưa? Cái dây chuyền cắm xuống cái bình ấy. Thì mình sẽ đổ nước qua đó. Như cái bình đốt này nó không có va một chiều. Trước thì nó có một cái vạch đen để cái mức nước mình sẽ đổ vào là nó đúng một nửa cái bình này thôi, mình không đổ quá, như này là đổ, như này là hợp lý này. Và cái dưới số 40 là nhiệt độ đốt, là chúng ta đang để 40. Thì cái nhiệt độ đốt này thì mình có thể tăng giảm được, nó phụ thuộc vào cái việc gì, phụ thuộc vào cái đờm bệnh nhân. Nếu đờm bệnh nhân đặc quá thì chúng ta phải tăng nhiệt độ, đờm bệnh nhân đặc và khô thì chúng ta sẽ tăng nhiệt độ, chúng ta làm ẩm nhiều hơn. Đấy. Ngoài ra cái việc mà bệnh nhân khô đờm ấy, thì chúng ta cũng phải hướng dẫn động viên bệnh nhân cho bệnh nhân uống thêm nước. Đấy, ngoài cái việc bình đốt này chúng ta phải liên tục cho bệnh nhân khát nước thì chúng ta phải cho uống thêm nước. Để cái bình đốt này thì nó cũng chỉ hạn chế, nó giảm được cái nguy cơ khô đờm thôi. Đấy, khô đường hô hấp giảm thôi, chứ nó không không có nghĩa là mình cứ đốt này là chắc chắn là nó ẩm, không 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 phải thế. Thì mình còn phải cho nhiều cái áp dụng những cái biện pháp khác nữa, ví dụ như cho bệnh nhân uống nước cũng rất quan trọng nhé. Bệnh nhân khô đờm quá thì chúng ta phải cho báo cả bác sĩ để xem ngoài việc uống nước có thể truyền thêm dịch cho bệnh nhân đúng không ạ, và có thể cho thêm những cái thuốc long đờm cho người bệnh đúng không ạ. Đấy là cái bình đốt. Đấy, mọi người chú ý nhé. Đấy, thì nhìn nhìn ra cái hình bên trái mọi người sẽ thấy là cái máy thở nó có đường thở ra, trước khi khí đi vào dây thở thì sẽ có một cái phin lọc. Đấy, lọc khuẩn. Đấy, phin lọc sau đó thì đến cái dây thở sẽ nối xuống dưới cái bình đốt, sau đó khí qua cái bình đốt cuốn theo hơi nước và đến người bệnh. Đó, được chưa? Thì tiếp theo đây là cái máy này. Đây là cái máy thở Bennett 840. Cái máy thở này rất là xịn sò nhá. Cái máy thở này là máy thở dành cho thở được cả cho bệnh nhân xâm nhập và bệnh nhân không xâm nhập. Thì trong trường hợp này là đang thở cho bệnh nhân không xâm nhập, và chúng ta nhìn thấy ở dưới cái hình bên phải bệnh nhân đang thở không xâm nhập ấy. Đấy là một bệnh nhân COVID ạ, và nhân viên y tế chúng ta đang mặc cái phòng hộ, trang phục phòng hộ để chăm sóc người bệnh. Đây là cái hình ảnh thực tế ở cái bệnh viện Đồng Nai, cái đơn vị hồi sức. Và chúng ta thấy là cái máy thở này nó có 2 dây đúng không? Chúng ta nhìn sang hình ảnh bên phải, chúng ta sẽ thấy có 2 cái dây thở. Và cái máy thở này thì lại không có cái bình đốt, không trang bị bình đốt. Vì vậy nên là mọi người đã lắp một cái phin lọc 3 chức năng để giữ ấm, giữ ẩm. Nên mọi người nhìn sang hình ảnh bên phải, mọi người sẽ thấy là có 2 cái dây thở đi qua cái phin lọc, sau đó mới đi qua cái con sâu và đi vào cái mask thở để cho bệnh nhân. Và cái mask thở này phải là mask gì ạ? Mask kín. Mask thở này là mask kín, bởi vì sao? Đây là máy thở có 2 dây, còn nếu như máy thở 1 giây thì cái mask thở này ở trên cái mask thở nó sẽ có cái lỗ thở ra cho người bệnh. Đấy, mọi người chú ý nhé. Tiếp theo, cái chăm sóc thứ hai là chúng ta phải đảm bảo dinh dưỡng cho người bệnh. Vì chúng ta biết rồi, bệnh nhân như thế này chụp cái mask thở này ăn làm sao được đường miệng, nhân rất khó khăn cho việc ăn được miệng. Đương nhiên có những bệnh nhân vẫn ăn được đường miệng, là khi mà có những bệnh nhân chúng ta có thể cho bệnh nhân uống sữa. Đấy, qua đường miệng, được bỏ cái mask thở ra cho bệnh nhân uống, xong chúng ta lại chụp lại bệnh nhân nuốt, lại chụp lại. Cái việc đó thì nó cũng rất là hạn chế trong cái bệnh nhân COVID. Chăm sóc như thế nó rất vất vả, và cái không đảm bảo dinh dưỡng cho người bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn vào đây, các bạn sẽ biết là chúng ta rất nhiều việc, và mặc trang bị phòng hộ này ở cái dịch bệnh COVID này thì tất cả những đơn vị ICU đều bị quá tải. Quá tải thì sao? Bệnh nhân quá nhiều, nhân viên y tế thì vì vậy nên là cái việc mà chăm sóc mà bệnh nhân mà chúng ta có thể thường xuyên bên cạnh
với một cái ông bệnh nhân thở máy như thế này thì phải cần một điều dưỡng. Nếu như hoại để chăm sóc mà bệnh nhân ăn mà tự bón cho bệnh nhân ăn như vậy thì phải mất một điều dưỡng, mất rất nhiều thời gian ở luôn bên cạnh họ, chỉ sợ là mình không đảm bảo được. Thì thường những bệnh nhân này chúng ta khuyên cáo nên đặt cái sông dạ dày cho người bệnh để cho bệnh nhân ăn qua sông đó, thì sẽ đảm bảo dinh dưỡng hơn. Còn nếu chúng ta mà không đảm bảo dinh dưỡng người bệnh, chúng ta biết bệnh nhân đang khó thở, bệnh nhân nằm đây, bệnh nhân thở như này thôi, chúng ta đừng nghĩ là bệnh nhân tiêu tốn ít năng lượng nhé. Thực ra bệnh nhân thở như này, khó thở như này, tiêu tốn rất nhiều năng lượng, thậm chí còn hơn chúng ta. Bệnh nhân thở đến tận hơn 30 lần trên phút, các bạn thì biết là giống như là một vận động viên chạy bộ liên tục, rất là mệt. Thế nếu như mà không cung cấp đủ dinh dưỡng cho người bệnh thì người bệnh hoàn toàn có thể sao? Mệt cơ, yếu cơ, suy hô hấp. Thì cái việc chăm sóc dinh dưỡng, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho người bệnh rất quan trọng. Đấy. Thì chúng ta có thể đặt sông cho người bệnh ăn, đấy. Rồi cho người bệnh uống thêm nước, đấy. Rồi là gì? Chúng ta khi mà cho người bệnh ăn ấy, qua sông ấy, thì trước khi ăn chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải kiểm tra dịch dạ dày để chúng ta xem nhau là bệnh nhân có nhiều dịch dạ dày, bệnh nhân ăn có tiêu hay không. Rồi là khi mà chúng ta hút ra, nếu như mà trong dạ dày bệnh nhân nhiều khí, tại vì thở máy không xâm nhập thì khí nó có thể đi vào dạ dày mà, thì khi mà chúng ta thấy là trong dạ dày có nhiều khí thì chúng ta sẽ dẫn rút khí trong dạ dày, tránh được cái căng căng tức ở trong dạ dày và giảm được cái việc trào ngược, giảm được nguy cơ trào ngược. Chúng ta biết là nếu mà bụng bệnh nhân căng ấy thì sao, nó cản trở cái việc thở đúng không, cái cơ hoành nó bị đẩy lên. Bệnh nhân chứng bụng dạ dày căng thì cơ hoành đẩy lên thì sẽ, mà cơ hoành nó đóng góp một cái việc rất quan trọng trong cái việc thở của người bệnh đúng không. Cơ hoành là cơ hô hấp chính, nhưng mà cơ hoành bị hạn chế thì cái việc thở của bệnh nhân nó bị hạn chế và bệnh nhân có thể suy hô hấp ở cái việc đó. Thì ta phải giảm được cái căng tức ở trong dạ dày, nếu như có khí chúng ta phải hút hết khí ra đúng không. Rồi chúng ta phải đánh giá dịch dạ dày trước khi cho bệnh nhân ăn, nếu bệnh nhân mà trong dịch dạ dày còn quá nhiều ở bên trong, bệnh nhân ăn không tiêu đúng không? Thì chúng ta phải báo lại để xem các cái đường nuôi dưỡng thêm bằng đường tĩnh mạch, hoặc là chúng ta cho ăn bệnh nhân ít đi đấy. Và khi cho bệnh nhân ăn thì chúng ta để tránh nguy cơ trào ngược thì chúng ta phải cho bệnh nhân nằm đầu cao đúng không ạ, cho bệnh nhân nằm đầu thấp. Với bệnh nhân thở máy không xâm nhập không được cho bệnh nhân nằm đầu thấp, nằm đầu thấp là bệnh nhân không thở được đâu, thì cho bệnh nhân nằm đầu cao bạn nhé. Đặc biệt là khi cho ăn thì cho bệnh nhân nằm đầu cao để tránh cái nguy cơ trào ngược như vậy. Và cho ăn nhỏ giọt thì chúng ta sẽ cho ăn cho bệnh nhân ăn từ từ nhé, nhỏ giọt, tránh trường hợp mà chúng ta cho ăn nhanh quá. Đấy. Tránh trường hợp chúng ta cho ăn nhanh quá là bệnh nhân này chứng căng bụng nên chúng ta không đánh giá nó lại trào ngược. Và mỗi lần cho ăn chúng ta hạn chế cho ăn không không quá 300 ml trên một bữa ăn. Tiếp theo là chúng ta phải hỗ trợ tâm lý của người bệnh. Cái việc này cực kỳ quan trọng. Thì chúng ta biết là ta nhìn cái hình ảnh bệnh nhân thở máy không xâm nhập là cực kỳ khó chịu. Bệnh nhân khó chịu lắm. Khi mà các bạn vào chăm sóc các bạn sẽ biết bệnh nhân rất khó chịu. Như bác này là bác ấy rất là hợp tác, thì bác ấy ngồi được như thế này và các bạn ấy cũng phải chỉnh, nói thật là các bạn cũng chỉnh chán rồi các bạn mới chụp cái ảnh này gửi cho tôi. Chứ bình thường nhá, bệnh nhân không nằm dễ chịu thoải mái như này đâu. Bệnh nhân cựa quậy, bệnh nhân đứng ngồi lên, đứng lên ngồi xuống, rồi tháo cái mask này ra, rồi là khó quậy cựa quậy liên tục. Và cái việc đó nó làm giảm cái hiệu quả của cái thở không xâm nhập, nó dẫn đến, có thể dẫn đến cái trường hợp là thất bại, nhân nặng hơn, suy hấp và có thể đặt ống để thở máy. Nếu mà đặt ống thở máy thì nói thật chia sẻ với các bạn là hạn chế tối đa cái việc bệnh nhân phải đặt ống thở máy. Bệnh nhân đặt ống thở máy thì lệ tử vong cực cao, đấy là sự thật. Tỷ lệ tử vong trong bệnh nhân đặt ống thở máy ở COVID là cực cao, và cái công việc của điều dưỡng chăm sóc những bệnh nhân đó là cực kỳ vất vả. Đấy, thì mình làm sao mà cố gắng làm tốt trong cái việc bệnh nhân thở không xâm nhập để hạn chế được cái việc bệnh nhân phải đặt ống nội khí quản thở máy. Thì tại sao khi bệnh nhân khó chịu vật vã như vậy, điều dưỡng mình là người trực tiếp ở bên cạnh người bệnh đúng không, chúng ta phải động viên bệnh nhân, chúng ta phải động viên làm sao bệnh nhân phải cố gắng, mình cũng phải giải thích cho người bệnh, đôi khi lại còn phải có thêm những cái biện pháp mà phải mình phải nói trước cho người bệnh là nếu như mà thở không xâm nhập như này mà bác mà không chịu được có khi bác lại phải đặt ống thở máy, mà đặt ống thở máy thì cơ của bác nó sẽ rất là cao, nên mình phải giải thích cho người bệnh biết, động viên người bệnh cố gắng đúng không? Người bệnh người ta đã mắc COVID thì người ta rất là sợ,
đôi khi cũng là thở máy không xâm nhập, người ta bị bệnh khác, ví dụ như cái viêm phổi do cái tác nhân khác, thì đôi khi người ta lại còn bình tĩnh hơn là cái việc COVID bây giờ, đúng không ạ? Thì mọi người cũng rất là hoang mang, người bệnh rất là hoang mang đấy, thấy suốt ngày đọc bảo COVID toàn tử vong rất nhiều, khi mà người ta thấy người ta nặng, người ta có thở nhanh, người ta rất là sợ. Và thứ hai nữa, khi mà người ta nằm ở đơn vị hồi sức ấy, thì các bạn phải tưởng tượng là người ta nằm ở đơn vị hồi sức như này ấy, xung quanh người ta toàn những bệnh nhân nặng, có khi toàn mấy ông đàn ông, và nếu như mà ông này mà nằm xung quanh toàn mấy bệnh nhân đàn ông như này ấy, thì một ngày ông ấy chứng kiến không biết bao nhiêu người chết. Cái đấy là sự thật. Nên mình nói như cái ở đây mình nói rất là thực tế, mình không có lý thuyết nhiều, mình nói thực tế và thực chiến nó như vậy. Đôi khi chính nhân viên y tế mình sợ, đúng không? Một ngày mà tiễn 4-5 ca là cũng ghê. Và người bệnh thì người ta nằm đây, người ta chứng kiến cảnh đấy, thì thực sự với người ta nó là cái sang chấn tâm lý, thì việc mình động viên người ta rất quan trọng, đúng không? Và nhân viên y tế thì chúng ta lúc nào cũng mặc kín mít từ đầu đến chân, người ta còn chả nhìn thấy mặt mình là ai, thì người ta cái đấy cũng là cái ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh. Vì vậy nên là đôi khi mình cũng rất mệt, người ta cũng rất mệt, nên nếu mà mình nói với người ta 1-2 câu thì cái đó cũng là cái động viên rất là cần thiết đối với người bệnh, đúng không ạ? Nên chúng ta cố gắng. Nên nhiều khi trong chăm sóc bệnh nhân COVID cứ bảo là sao ạ? Hạn chế tiếp xúc, hạn chế giao tiếp người bệnh. Nói thật là mình hạn chế, chứ còn đâu những cái việc mình động viên bệnh nhân là mình vẫn phải làm, mình vẫn phải nói cho người bệnh, vẫn phải động viên, vẫn phải hỗ trợ tâm lý cho người bệnh, thì thế thì mới tốt được, đúng không? Chứ còn đâu nếu như mình đã mất công sức mình vào mình chăm sóc những bệnh nhân nặng rồi, cái gì mình cũng bảo mình hạn chế tiếp xúc, hạn chế, rồi cuối cùng bệnh nhân sao tử vong chết hết ra đấy, thì chúng ta thấy là cái công sức của chúng ta rất là vô vô nghĩa, đúng không? Đấy, mặc dù mình mất rất nhiều công sức, rất nhiều anh em rất vất vả, mà cuối cùng sao cái hiệu quả mình thu được thì nó không đạt được như mong muốn, thì mình thấy là rất là uổng, đúng không? Chúng ta phải hết sức chú ý cố gắng. Đấy, động viên người bệnh là cái mà chúng ta phải làm. Rồi tiếp theo mình phải chăm sóc cái gì ạ? Mình chăm sóc cái dự phòng loét tì đèn. Bệnh nhân nằm ở trên giường, bệnh nhân thở máy không xâm nhập thì đương nhiên là phải nằm hết trên giường, không ông nào đứng dậy đi ra ngoài đâu. Nên nằm trên giường như vậy thì cái nguy cơ cao là sẽ bị loét tì đèn. Thì một trong những cái việc đơn giản để hạn chế loét tì đèn là gì ạ? Trong chăm sóc loét tì đèn thì có mấy cái mà mình phải chú ý. Một là mình cho bệnh nhân nằm, mình hỗ trợ cái mặt phẳng. Nôm na là mình cho bệnh nhân nằm đệm hơi đệm nước, đúng không? Hỗ trợ cái mặt phẳng bệnh nhân nằm lên giảm tì đè. Nó gồm có cả là gì, vệ sinh sạch sẽ cơ thể, đúng không, đánh giá da thường xuyên, nghiêng trở thay đổi tư thế, chăm sóc dinh dưỡng người bệnh. Đấy, thì mình chú ý là cái việc đầu tiên rất là đơn giản, nếu như mình có thể thì mình nên cho bệnh nhân nằm đệm hơi đệm nước và động viên bệnh nhân thay đổi tư thế ngồi dậy. Đấy. Đấy. Và có một cái nữa quan trọng là bệnh nhân thở máy không xâm nhập, bệnh nhân dùng cái mặt nạ đó thì rất dễ bị loét tì đè liên quan đến cái mask thở, vì cái mask thở ấy nó chụp vào mặt bệnh nhân như này, nó đảm bảo phải khít, vì thế nên là nhiều khi mà mình làm nó cũng hơi chặt thì nó mới đảm bảo. Và nếu như bệnh nhân thở máy một vài tiếng thì không sao, nhưng mà nếu bệnh nhân thở máy mấy ngày thì rất dễ nó có thể gây đến cái loét tì đè trên khuôn mặt người bệnh, dẫn đến người bệnh rất khó chịu từ những cái đó, dẫn đến cái việc không hợp tác. Thì mình phải làm gì ạ? Mình lại phải có những biện pháp, ví dụ mình như mình kê gạc cho người bệnh, mình kê gạc xung quanh để cho nó giảm cái nét tì đè của người bệnh. Mình có thể xoa những cái tinh dầu, những cái chất nó giảm cái hạn chế cái việc nét tì đè cho người bệnh, đúng không ạ? Đấy. Rồi là mình hỗ trợ người bệnh chăm sóc, bây giờ mình phải hỗ trợ người bệnh vệ sinh cá nhân. Tại sao vậy? Bởi vì là khi người bệnh người ta khó thở ấy, mình hạn chế cái việc là bệnh nhân gắng sức, đúng không? Đấy. Cái việc mà bệnh nhân vệ sinh cá nhân, đôi khi người ta không nằm viện, chưa nằm viện bao giờ, người ta bảo bây giờ người bệnh đi vệ sinh trên giường cũng rất là khó. Và thực tế nếu như mà mình vận dụng vào mình, bây giờ mình đang khỏe mạnh như này, chẳng may mình bị bệnh, đúng không? Cái này nói là không may thôi. Nhưng mà nếu như mà bảo mình bây giờ đi vệ sinh trên giường nó là một cái gì đó cũng rất là khó, đúng không? Thì vì vì vậy nên là cái việc nhân viên y tế mình hỗ trợ, mình vừa động viên bệnh nhân, mình vừa giúp bệnh nhân để làm sao bệnh nhân có thể vệ sinh cá nhân cái an toàn, tránh trường hợp là bệnh nhân trèo xuống giường, đúng không? Rất nhiều bệnh nhân trèo xuống giường đi vệ sinh đi nặng
đấy, hoặc là đi nhẹ rồi dẫn đến là sao bệnh nhân khó thở như vậy, bệnh nhân có thể hoàn toàn có thể ngã, nhưng nguy cơ ngã là rất cao đấy. Thì chúng ta là điều dưỡng ở bên cạnh bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân thì chúng ta phải biết được là gì, những bệnh nhân thở máy không xâm nhập này nguy cơ ngã cực cao, và người ta ngã vì sao, vì một trong những nguyên nhân là do người ta muốn đi xuống dưới để người ta đi vệ sinh, cái này nó là thực tế nhé. Hoặc là người ta gì, người ta thở máy rồi người ta loạn thần, người ta lại đi xuống thì người ta đi về, đôi khi người ta vô thức, người ta nằm viện nhiều, người ta ngủ không được nó sâu, người ta mộng mị, người ta đi xuống dưới giường thì bình thường. Vì vậy nên là cái việc của điều dưỡng mình cũng phải phát hiện ra những cái bệnh nhân có cái nguy cơ như vậy để chúng ta có thể áp dụng những cái phòng ngừa ngã, như là chúng ta phải nâng cái thành giường lên. Ở những bệnh nhân hồi sức là chúng ta bắt buộc lúc nào cũng phải có cái thành giường, chúng ta phải nâng thành giường lên để tránh nguy cơ ngã như vậy. Và mình cũng phải bảo bệnh nhân nếu như bác có nhu cầu gì thì bác cứ nói với chúng cháu sẽ giúp đỡ bác. Thế đấy cũng là một cái câu nói mà giúp cho người bệnh yên tâm hơn đúng không ạ, chúng ta hỗ trợ người bệnh. Tiếp theo đến biến chứng của cái việc thở máy không xâm nhập ấy, thì nó có mấy cái biến chứng, rất nhiều biến chứng. Đấy, trong thở máy hiệu quả rất tốt nhưng mà biến chứng thì cực kỳ nhiều, kể cả về thở máy xâm nhập không xâm nhập. Thì cái biến chứng đầu tiên sẽ gặp phải chúng ta sẽ dễ nhìn thấy là bệnh nhân bị loét đúng không ạ, dị ứng da, rồi là bệnh nhân nguy cơ sặc phổi, là sặc gì, là trào ngược từ dạ dày sang sang và bệnh nhân hít lại chính cái chất nôn đó, và dẫn đến cái việc là viêm phổi, suy hô hấp, rồi là phải đặt ống thở máy nhé. Rồi bệnh nhân khô đờm, khô niêm mạc đường hô hấp thì mình vừa nói rồi nhé. Biến chứng là như vậy thì chúng ta phải có những biện pháp chăm sóc như nào cho nó phù hợp đúng không ạ. Rồi là do khí cái mặt nạ ấy. Cái mặt nạ nó nhiều nhiều khi nó hở ngay cái trên cái gốc mũi ấy. Và cái khí nó bị thì liên tục lên trên trên mắt mắt bệnh nhân này. Khi mình chăm sóc bệnh nhân mình sẽ thấy rất nhiều trường hợp như vậy, khi mà khí nó liên tục lên trên mắt này thì sao ạ, nó sẽ làm cho khô mắt và viêm kết mạc, giống như cái việc là mình đi xe máy ấy. Nhiều bạn đi xe máy mà đi 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 nhanh đúng không, mình đi xe máy mình đi nhanh mà mình không có kính thì mình sẽ thấy là mình về nhà mắt mình đỏ hoe đúng không. Đấy. Và mình có thể đỏ hoe như thế thì đương nhiên là có thể có những người sẽ bị đau mắt và có thể những người không, bởi vì mình cái thời gian mình ngắn, mình đi xe máy mình thời gian mình ngắn. Nhưng mà ở bệnh nhân thở máy không xâm nhập như này ấy, thì bệnh nhân thở máy hoàn toàn có thể vài ngày, và cái khí cái gió nó thổi lên trên mắt bệnh nhân liên tục như thế vài ngày thì bệnh nhân rất dễ bị viêm kết mạc, đau mắt. Mình cũng phải chú ý là cái mặt nạ làm sao mình tránh cái việc đấy. Rồi là bệnh nhân đau tai khó chịu, thì cái khó chịu nó rất nhiều cái nó dẫn đến cái khó chịu như vậy. Rồi là chứng hơi do khí tràn dạ dày, hoặc là những nặng hơn thì bệnh nhân có thể căng phổi, tràn khí màng phổi, do gì, do cái áp lực thở nó quá cao nó làm tổn thương phổi như vậy. Trường hợp này là hoàn toàn có. Tiếp theo mình đến phần báo động máy thở. À, thì trong cái phần theo dõi mình đã nói rồi, mình phải theo dõi gì ạ, theo dõi hoạt động máy thở, theo dõi bệnh nhân và theo dõi cái sự hợp tác giữa bệnh nhân và máy thở đúng không ạ. Về theo dõi hoạt động máy thở thì có một cái phần rất quan trọng là chúng ta phải theo dõi những cái báo động. Đấy. Thì trên máy thở này nó có những cái báo động, nó sẽ hiển thị cái alarm ấy, nó hiển thị lên trên cái máy thở thì mình sẽ biết là nó có rất nhiều cái báo động. Đấy. Và công việc của điều dưỡng là chúng ta phải theo dõi cái báo động, phát hiện ra những báo động, và khi máy báo động là chúng ta phải ra xem là máy nó báo cái gì, tránh cái trường hợp là máy nó cứ kêu liên tục. Thứ nhất máy nó kêu nhiều, ví dụ mình vào cái đơn vị hồi sức mỗi bệnh nhân ôm một cái máy thở nào cũng kêu đúng không ạ, cái monitor nào cũng kêu thì nó sẽ tạo ra một cái ô nhiễm âm thanh rất là đau đầu, mình đau đầu đã đành, những bệnh nhân ở trong đó cả ngày cả đêm mấy ngày chịu không thể chịu nổi cái tiếng đó, thì mình phải chú ý là khi mà máy nó báo động ấy thì cái báo động ở cái máy nó rất là quan trọng để chúng ta sao lại cảnh báo chúng ta, để chúng ta phát hiện, chúng ta ra, chúng ta xử trí để tránh những nguy cơ nguy hiểm cho người bệnh. Vậy mà báo động mà kêu mà chúng ta không ra thì thực sự cái đó là rất tắc trách. Nhưng mọi người chú ý là trong chăm sóc bệnh nhân đó, máy nó báo động là mình phải ra xem mình xử trí, từ máy monitor đó, báo động phải ra xem xử trí, máy truyền dịch báo động phải ra xem xử trí đúng không ạ, bơm tiêm điện báo động phải ra xem xử trí, đặc biệt máy thở báo động bắt buộc phải ra xem đó.
bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc thở của người bệnh, mà không thở được 3 phút là chết, đúng không? Vậy mà máy báo động mà mình không ra xem, mình cứ chần chừ nó nguy hiểm tính mạng người bệnh, đúng không? Và trong cái báo động ấy thì nó có ba cái dạng báo động. Một là cái dạng báo động nguy hiểm, hai là báo động ở mức độ trung bình, tức là cái mức độ nguy hiểm của cái báo động ấy, thì nó phân cấp ra làm ba: một là nguy hiểm cao, hai là nguy hiểm trung bình, ba là nguy hiểm thấp. Thì mọi người chú ý nhé, khi mà cái máy mà nó đã báo động nguy hiểm cao ấy thì bao giờ nó có cái đèn đỏ chớp sáng, đúng không? Cái đèn đỏ nó chớp sáng liên tục luôn, và cái âm thanh nó phát ra nó sẽ lặp đi lặp lại cho đến bao giờ có người ra xử trí thì thôi. Thì cái đấy tức là nó báo động rất là nguy hiểm, cần phải xử trí ngay. Và nếu mà là nhân viên y tế, chúng ta có thể đứng từ đằng xa, không phải là cứ phải lúc nào chúng ta đứng sát sạt cái máy thở thì chúng ta mới biết là nó báo động. Chúng ta đứng từ đằng xa có thể chúng ta nghe cái tiếng nó nhỏ. Bởi ra mình mặc cái phòng hộ là đôi khi nó cũng cái hạn chế cái việc nghe của mình. Nhưng mà mình nhìn thấy cái máy thở từ đằng xa nó cứ chớp đỏ liên tục là mình cũng phải lại mình xem. Vì chớp đỏ là nguy hiểm, đúng không ạ? Còn nếu như mà nó chớp vàng thì nó đang báo động ở cái mức độ trung bình, và nó sẽ phát ra tiếng kêu, ví dụ nó kêu píp píp, sau đó nó sẽ không lặp lại nữa. Thì những cái báo động này thường là những cái báo động mà cái máy thở nó sẽ biết là à, cái báo động này là cái báo động không nguy hiểm. Nhưng nó không nguy hiểm thì chúng ta có thể trì hoãn. Ví dụ như mình đang cấp cứu bệnh nhân, mình đang cấp cứu bệnh nhân khác, mình thấy cái máy nó báo, mình đang làm một cái việc quan trọng khác, mình thấy cái máy ở đằng kia nó báo, và mình thấy được cái đèn vàng, thì mình nghĩ là à, tôi sẽ làm xong cái việc quan trọng này trước, sau đó tôi sẽ ra tôi xem, đúng không? Tôi sẽ ra tôi xem sau. Còn nếu như nó báo cái đèn đỏ, nó nháy liên tục, nó kêu liên tục thì tôi phải ra xem ngay. Nếu như có việc khác thì tôi phải dừng lại, tôi xem ngay, hoặc là tôi phải báo cái anh điều dưỡng hoặc cái anh bác sĩ đứng gần cái bệnh nhân đó. À, cái máy nó báo, bác xem giúp em xem cái máy nó báo gì. Đấy. Và nếu như mình ra xem mà mình thấy mình không xử trí được thì mình báo người khác xử trí, người có kinh nghiệm hơn, người biết hơn người ta xử trí, đúng không? Và tiếp theo là cái báo động ở mức thấp thì cái đèn vàng nó sáng thôi, và nó đây là những cái báo động không nghiêm trọng. Mình tập trung vào cái báo động nghiêm trọng là cái báo động đèn đỏ, đúng không? Chớp sáng và phát ra tiếng kêu liên tục lại thì mình phải xử trí ngay. Và ở đây mình có liệt kê ra một số những cái báo động. Thì cái máy thở ấy thì nó thường là máy thở là nước ngoài nó sản xuất. Nước ngoài sản xuất vì thế tiếng nó toàn là tiếng Anh. Vậy nên là mình cũng đưa ra một cái ở đây cho các một số cái báo động tiếng Anh và ý nghĩa của nó sang tiếng Việt để cho mọi người dễ hiểu. Nhưng mà thực ra thì nó không có nhiều cái từ ngữ tiếng Anh khó hiểu đâu, nó chỉ có vài cái từ thôi. Nếu như mà mình chăm sóc mình để ý mình cái từ nào mình không biết, mình gặp một lần không biết mình tra từ điển thì một hai lần là mình sẽ nhớ, đúng không? Vì nguyên tắc là như vậy, kể cả máy thở hay là máy lọc máu hay máy monitor, bất kể cái máy gì các bạn thấy nó hiện chữ tiếng Anh thì các bạn cứ rút điện thoại ra. À, bây giờ mình có smartphone đúng không? Mình rút điện thoại ra mình tra từ điển cái từ này là gì. Mình tra một lần thôi, mình tra hai lần thôi, đảm bảo lần sau. Mấy cái máy, mấy cái báo động của mấy cái máy đấy, từ máy monitor, máy thở, máy lọc máu đôi khi nó có mấy cái từ lặp đi lặp lại toàn giống nhau hết. Các bạn cứ tra là các bạn biết nhá. Thì mình chú ý là cái việc này là mình chủ động mình làm để mình cải thiện cái năng lực của mình cải thiện cái chuyên môn của mình. Ví dụ cái báo động thứ nhất mà mình nói đây là cái gì? Nó báo là power loss, hoặc là low battery, hoặc là running on internal battery. Nghĩa là gì ạ? Ý nó nói ở đây là sao? Power loss, mình biết power là gì rồi đúng không? Power là gì ạ? Mình power mình hay thấy nó là nguồn đúng không? Nguồn điện đấy. Loss tức là mất, tức là đây là mất nguồn điện. Hoặc là low battery nghĩa là pin yếu. Cái này mình dùng điện thoại nhiều mình biết đúng không? Và cái running on internal battery nghĩa là nó đang chạy cái nguồn pin ở bên trong máy. Thì cái báo động này nghĩa là gì? Nghĩa là cái tuột cái dây nguồn rồi, cái dây nguồn cắm vào máy thở ấy, nó tuột rồi, và bây giờ nó đang phải chạy bằng pin, đúng không? Mỗi máy nó sẽ báo khác nhau, nhưng mà nôm na nó là gì? Tuột dây điện hoặc có thể mất điện. Tóm lại là không có nguồn điện vào, tuột dây điện, mất điện hay gì đó đấy, mà máy đang chạy bằng pin. Thì cái việc mình thấy là à, máy đang chạy bằng pin thì mình biết ngay cái này nó nguy hiểm rồi, cái này mình phải cấp điện cho nó ngay.
nếu không cấp điện nó trong nó hết pin thì máy thở nó tắt thôi. Máy thở tắt thì bệnh nhân sao ạ? Bệnh nhân không, máy thở tắt thì bệnh nhân ngạt đúng không? Bệnh nhân suy hô hấp, bệnh nhân đang phải cần máy thở, bây giờ máy thở tắt rồi thì nguy hiểm quá. Và cái này là trong thực tế có đấy, các anh chị đừng chủ quan nhé. Một cái báo động thứ hai cũng dễ gặp và cũng rất là nguy hiểm là patient disconnect. Thì các bạn biết là patient là bệnh nhân đúng không? Disconnect là connect là kết nối, disconnect là mất kết nối, tức là mất kết nối người bệnh. Tức là gì? Tức là cái máy thở với người bệnh mất kết nối với nhau. Thì nó có thể có mấy nguyên nhân, một là cái mask thở nó không còn chụp trên mặt bệnh nhân nữa đúng không? Cái đấy là rất dễ phát hiện đúng không? Hai là mask thở có thể vẫn chụp trên mặt nhưng nó hở, nên máy khí nó xì hết ra ngoài, nó có bơm được vào bệnh nhân đâu, thì máy nó cũng báo là patient disconnect. Hoặc mask thở rất kín trên khuôn mặt người bệnh nhưng nó lại tuột dây thở đúng không? Thì cũng mất kết nối người bệnh với bệnh nhân. Đấy, các bạn chú ý cái đấy. Đây là những cái báo động rất là nguy hiểm. Nếu mình đến mình nhìn thấy máy báo patient disconnect, mình kiểm tra mask thở đâu, có trên mặt không? Kiểu như là có trên mặt rồi mình kiểm tra dây thở có bị tuột hay không, đúng không? Dây thở tuột mình cắm lại cái máy nó hết báo, thế thôi, đơn giản đúng không? Nên mình phát hiện ra những cái báo động để mình xử trí. Hoặc là máy nó báo gì? Lao là thấp, O2 là oxy, supply là cung cấp, pressure là áp lực, tức là máy nó báo là cái nguồn áp lực oxy nó không đủ. Thì có thể là do gì? Nếu mà dùng bình oxy thì nó hết oxy rồi đúng không? Nếu mình dùng bình rời thì mình biết là mình kiểm tra cái đồng hồ oxy xem còn oxy không, có thể hết oxy thì mình thay bình oxy. Nếu như bệnh nhân dùng cái hệ thống oxy trung tâm, mình sẽ ra mình kiểm tra xem nó bị tuột hay không. Mình có thể mình ra xem nó bị hở không, mình cắm lại. Và nếu nó vẫn báo thì có thể cái hệ thống oxy trung tâm nó bị yếu, thì mình sẽ báo lại cái bên 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 kỹ thuật đúng không? Đó, thì mình hiểu cái ý nghĩa thì mình sẽ biết cách mình xử trí thôi. Tiếp đến là nó báo sao ạ? Loud thyroid volume, tức là gì? Nó báo cái thể tích khí lưu thông thấp, tức là cái hiệu quả thở. Volume là thể tích hiệu quả thở, lao là thấp. Thì các bạn chỉ nhìn mấy từ đấy ra các bạn biết, thực ra mình không giỏi tiếng Anh lắm đâu, nhưng mà mấy cái từ này thì mình làm nhiều thì mình tra từ điển thì mình quen thôi. Đấy, thì mình thấy là nếu mà nó báo cái thể tích khí thở thấp thì mình là gì, mình kiểm tra lại xem là chắc là cái mask nó bị hở thì dẫn đến là khí nó xì hết ra ngoài đúng không? Nên mình sẽ cố định để cái mask thở cho như vậy. Tiếp theo là máy thở nó có thể báo là high rate. Rate là gì? Rate là tần số. High là cao, tức là bệnh nhân thở nhanh đúng không? Tần số cao bệnh nhân thở nhanh quá. Và khi bệnh nhân thở nhanh quá thì nếu như ở cái thở máy không xâm nhập mà thở cái bypass ấy, bypass chế độ bypass ấy là hai mức áp lực dương ấy, nếu bệnh nhân thở quá nhanh quá thì máy nó không thể đồng khí bệnh nhân được. Đôi khi máy nó phát hiện ra bệnh nhân hít vào để nó cung cấp cái EPAP đúng không? Áp lực hít vào ấy. EPAP thì nó có hai mức áp lực mà, một mức áp lực hít vào, một mức áp lực thở ra. Và khi nó phát hiện ra bệnh nhân hít vào thì máy nó sẽ cung cấp cái áp lực hít vào. Và nếu bệnh nhân thở nhanh quá thì đôi khi nó vừa phát hiện ra bệnh nhân hít vào đúng không? Máy thở nó cung cấp áp lực thì lúc đấy bệnh nhân đã thở ra rồi, thì nó dẫn đến cái việc là bệnh nhân với máy thở chống nhau. Đấy. Thì nó sẽ không được cái hiệu quả và nó nguy hiểm. Nên về lâu về dài nó sẽ nguy hiểm cho người bệnh, nguy hiểm cái phổi như vậy. Thì mình phải hết sức chú ý cái việc đấy. Thì nếu bệnh nhân thở nhanh quá mình phải động viên bệnh nhân thở chậm lại một chút đúng không? Còn nếu không đáp ứng được thì mình phải 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 có các những biện pháp báo bác sĩ, mình có thể cấp cứu người bệnh, cần thiết là ống thở máy. Và máy có thể báo high pressure, pressure là áp lực, high là cao, tức là áp lực cao. Thì áp lực cao ở trong cái thở không xâm nhập ấy, ta thường nó không phải nó có thể dẫn đến từ mấy nguyên nhân. Một là bệnh nhân và máy thở chống nhau, tức là bệnh nhân thở ra thì máy thở bơm vào thì đương nhiên áp lực nó tăng lên đúng không ạ, áp lực trong đường thở tăng lên. Hoặc là cái dây thở đúng không, nó bị gập, nó bị tắc nghẽn, máy thở nó không bơm vào được thì áp lực nó tăng lên đúng không ạ, thì nó dẫn đến cái áp lực đường thở cao. Thì các bạn khi mà các bạn vào chăm sóc những bệnh nhân hồi sức những bệnh nhân nặng ấy, thì các bạn cũng yên tâm là mình làm nhiều mình sẽ quen, làm nhiều mình sẽ biết và mình sẽ nâng cao được cái trình độ của mình. Thì tất cả những cái báo động ở trên máy thở nó cũng thực ra nó cũng không có khó nhiều đâu, mình làm nhiều mình quen và mình sẽ biết thôi, các bạn cũng đừng có lo lắng quá. Đó. Cái bài của mình chia sẻ đến đây là nó cũng
kết thúc rồi, và cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe.